buổi tập huấn, các cái buổi training ấy, thì tôi cũng vẫn nhận được các cái câu hỏi uh, của các thầy cô về cách triển, cách thức triển khai các cái dự án như thế nào cho nó phù hợp. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem, đúng không ạ? Đây, đây là ví dụ, đấy ạ. Ví dụ, đúng không ạ? của các cái dự án mới, ví dụ dự án cũ hồi xưa này, đúng không ạ? là một cái dự án nó cũng khá là phức tạp. Thế thì dự án bây giờ thì nó là một cái survey ở trong unit số 1 đúng không ạ? Và các bước thực hiện dự án các thầy cô thấy không ạ? Là ngay cái phần design á đã khác rồi. Đúng không? Đấy ạ, các thầy thấy không cô? Thấy không ạ? 1 2 3 các bước như nào? Rất là cụ thể đúng không ạ? Các con cần hỏi các câu hỏi như thế nào thì nó cũng đã thể hiện luôn ở trong trang sách rồi. như vậy là các con khi mà thực hiện dự án thì cũng đã có cái gai rất là cụ thể. Rồi ạ. Một cái điểm khác biệt nữa ở trong sách giáo khoa Global Success cũng như là từ lớp 6 là nó có cái phần communication đúng không ạ và tổng hợp các cái kiến thức về văn hóa và kiến thức của các môn học khác. Hồi xưa thì ở cái phần thí điểm ấy chủ yếu là chúng tôi cung cấp các cái kiến thức về văn hóa đúng không ạ? Hoặc là các cái cơ hội để các con giao tiếp. Thế tuy nhiên là với cái sách giáo khoa Global Access này thì chúng tôi đã có những cái sự thay đổi. Ví dụ như là chúng tôi đưa vào cái việc kiến thức văn hóa của các không chỉ các nước nói tiếng Anh mà còn các cái nước khác trên thế giới và kiến thức của các môn học khác. Trên màn hình thì các cô sẽ thấy ví dụ như là unit số 6. Đúng không ạ? Chúng ta nói về lifestyle thì nó sẽ trong cái bài communication này ạ sẽ có một kiến thức về ẩm thực. Đấy, của nước Ý và Ấn Độ. Đấy, chúng ta sẽ nói về ẩm thực. Đúng không ạ? Bài số 9, bài về natural disasters thì chúng ta sẽ có kiến thức của môn khoa học đó, có nghĩa là trong cái bài communication ngoài cái everyday language đúng không? Everyday English cung cấp các cái language function các cái, cái chức năng của ngôn ngữ thì chúng tôi sẽ có một phần cung cấp kiến thức về văn hóa của các nước nói tiếng Anh và mở rộng sang các quốc gia khác và hoặc là kiến thức về một môn học khác đúng không ạ? Đấy thì là đây là các cái ví dụ rất là cụ thể mà các cô có thể thấy ở trên màn hình. Trong cái sách tiếng Anh lớp 8 Global Success thì chúng ta cũng có thêm một số các cái sự thay đổi. Ví dụ như là sách giáo viên thì lúc nãy cũng đã trao đổi với các cô rồi là sách giáo viên đã được thiết kế theo kiểu interleaf. Interleaf có nghĩa là chúng ta có những cái phần của sách học sinh xuất hiện ở trong sách giáo viên để cho giáo viên của chúng ta dễ tra cứu. Sau đó thì có bổ sung hệ thống các hoạt động mở rộng, extension activities hoặc là extra activity, đúng không ạ? hỗ trợ cho giáo viên triển khai bài dạy khi có nhu cầu tăng cường thêm hoạt động cho học sinh khá giỏi đúng không ạ đó và cái phần extra activity này thì um, được các chuyên gia của Pearson họ thiết kế riêng cho bộ sách giáo khoa global success và bám sát nội dung cũng như là mở rộng đó thì với lại cũng đảm bảo cái yếu tố là rất dễ thực hiện đấy tôi cũng đã nghiên cứu các cái phần extra activity rồi và uh, các thầy cô thấy là nó cũng rất là dễ để thực hiện các hoạt động đó trong lớp học của chúng ta. Đấy. Thì đó là tôi vừa mới chia sẻ với các thầy cô một số những cái điểm nổi bật đúng không ạ? Khác biệt của bộ sách giáo khoa tiếng Anh 8 Global Success. Thế thì khi mà nói đến chúng ta nói đến nội dung thì chúng ta cũng sẽ phải nói thêm một chút về các cái đường hướng phương pháp giảng dạy. Đúng không ạ? Thế thì tôi cũng sẽ không nói nhiều tới cái phần này đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ uh, có một buổi sáng ngày hôm nay thôi. Thì tôi cũng lại chia sẻ tóm gọn với các thầy cô ở đây trên màn hình ạ à, là bốn cái đường hướng phương pháp dạy học mà được quy định trong chương trình tiếng Anh năm 2018 và nó thể hiện rất là rõ ở trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8, đúng không ạ? Ví dụ như là đường hướng giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp này, đúng không ạ? Đường hướng phát triển năng lực của người học này, kết hợp giảng dạy các kỹ năng thực hành tiếng này, hay là dạy học uh, theo nhiệm vụ dự án này hoặc là tích hợp nội dung đúng không ạ đường hướng giảng dạy ngôn ngữ thì các thầy cô cũng biết rồi ở trong sách thì có rất là nhiều các cái hoạt động giao tiếp đúng không ạ đường hướng phát triển năng lực của người học thì ví dụ như nó thể hiện rất là rõ cũng như là ở ngay cái trang đầu tiên của mỗi unit thì các thầy cô sẽ thấy là các con sẽ sẽ nắm được là trong bài học này thì các con sẽ cần phải đạt được những cái mục tiêu gì đúng không ạ thì đấy là chính là các cái năng lực đúng không ạ kết hợp giảng dạy các kỹ năng thực hành tiếng thì như mà tôi vừa trình bày với các thầy cô là ngay từ getting started tất cả các cái kỹ năng nó đã là một cái series đúng không ạ đi từ kỹ năng nọ tới kỹ năng kia rồi là tích hợp kỹ năng ở trong phần skill 1, skill 2 hoặc là thể hiện rất là rõ trong cái phần project đó thì đấy chính là cái việc tích hợp giảng dạy các kỹ năng và bây giờ các thầy cô nhớ là trước khi mà chúng ta nói đến tích hợp giảng dạy ấy, kỹ năng thì không chỉ là bốn cái kỹ năng nghe nói đọc viết đâu mà hiện giờ ấy ạ kỹ năng thì người ta Uh, cũng định nghĩa nó ví dụ như là kiến thức ngôn ngữ cũng là kỹ năng đúng không ạ các cái kỹ năng mềm kỹ năng um, thuyết trình này kỹ năng làm việc nhóm này kỹ năng giao tiếp thì người ta cũng gọi là phát triển kỹ năng và cái mà thể hiện kỹ năng rất là rõ phát triển toàn bộ đồng đều các kỹ năng đấy chính là trong cái hoạt động dự án đấy thì ngoài các con có thể kết hợp được các cái kỹ năng tiếng anh này kiến thức về tiếng anh này còn có làm việc nhóm làm việc với các bạn thuyết trình ra làm sao vẽ vời nhảy múa thì đấy được đều được gọi là kỹ năng cả đúng không ạ và có một cái nữa là dạy học theo nhiệm vụ theo dự án và tích hợp nội dung thì như là tôi chia sẻ với các thầy cô trong cái sách giáo khoa tiếng anh tám nó có dâu vô vàn các cái nhiệm vụ các cái tác vụ các cái nhiệm vụ mà tiếng anh người ta gọi là task đấy đúng không ạ các cái dự án thì các thầy cô nhìn rất là rõ rồi tích hợp nội dung thì tôi cũng đã nói với các thầy cô là chính là clue ở trong cái phần bài communication đó đấy thì các thầy cô sẽ thấy là nó có kiến thức của các môn học khác đúng không ạ thế thì từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã có những cái sự trao đổi chia sẻ với nhau về thứ nhất là cấu trúc của sách này một số các cái đặc điểm cụ thể của sách học sinh đúng không ạ cấu trúc của một đơn vị bài học trong sách học sinh cấu trúc của bài review phần nói về sách bài tập sách giáo viên những cái điểm khác biệt đúng ạ của sách giáo khoa tiếng anh 8 global success cũng như là tôi cũng vừa chia sẻ với thầy cô các cái đường hướng phương pháp mà chúng tôi đã thể hiện ở trong sách giáo khoa tiếng anh 8 global success thế thì trước khi mà chúng ta đến với một cái phần nội dung chính quan trọng nữa trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là tiến trình giảng dạy một số các cái tiết học ạ thì chúng ta sẽ có giờ nghỉ lao ngắn khoảng 5 phút ạ bây giờ là 9 giờ 13 phút ạ thế thì các thầy cô chúng ta sẽ quay trở lại vào 9h20 được không ạ đó 9h20 ạ à, à, các thầy cô sẽ quay trở lại đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút này uống nước rồi là đi vệ sinh vâng ạ để xong rồi 9h20 thì chúng ta sẽ quay trở lại phòng zoom để chúng ta sẽ đi đến một các cái nội dung tiếp theo được không ạ vâng ạ à, xin cảm ơn các thầy cô à, hẹn gặp lại các thầy cô vào 9h20 các thầy cô nhé Vâng ạ. cảm ơn thầy cô như là tôi chia sẻ với các thầy cô là trong cái giờ học um, trong cái quá trình mà tôi đi thực hiện các cái chương trình um, để cho các thầy cô ở các cái vùng miền khác nhau sử dụng cái bộ sách này chúng tôi sẽ phải đến các cái lớp học để xem là các thầy cô triển khai các cái giờ học như thế nào hoặc là trong các cái giờ mà chúng tôi mà tôi đi chấm và giáo viên dạy giỏi hoặc là được được mời đến các trường dự giờ ấy, thì um, tôi cũng nhận ra được một số những cái phần mà có thể là các thầy cô khi dạy thì chúng ta cũng đang có cái băn khoăn đúng không ạ? Mặc dù ở trên màn hình đúng không ạ là chúng ta sẽ có ở đây những bảy tiết học cơ Thế nhưng mà tôi cũng sẽ không thể chia sẻ được hết thông tin về bảy tiết học này đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ có những cái phần mà tôi sẽ nói sâu hơn đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ có một tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô một chút xíu thêm về cái phần getting started này đúng không ạ? Tiếp đến là cái phần Um, skill one này, communication này và project đấy, thì đấy là bốn cái tiết học mà tôi uh, sẽ chia sẻ kỹ hơn với các thầy cô ạ. Đầu tiên ạ, là chúng ta sẽ xem đây ạ, cái giờ học đầu tiên là getting started. Thế thì khi mà tôi um, dự giờ thì cũng có một số nơi ạ, các thầy cô dạy cái phần này rất là sáng tạo tuy nhiên cũng có ở trong một số các lớp học thì các thầy cô dạy cái phần này nó um, có thể là có một số phần là mình hơi tập trung quá, đâm là những cái phần đằng sau ấy là nó hơi bị thiếu thời gian. Thế thì riêng với cái phần getting started này ạ à, thì chúng ta đầu tiên là phải nhớ được cái mục đích của bài này là cái gì, đúng không ạ? Cái mục tiêu của chúng ta mà chúng ta thể hiện ở trong lesson plan á, các thầy cô, chúng ta viết ở trong lesson plan á, đó thì đầu tiên là chúng ta phải nói là cái bài này là tiêu là giới thiệu chủ đề và tạo các cái hứng thú cho học sinh đúng không ạ? Giới thiệu chủ đề là dùng students will get hold of the, right hoặc have some ideas about the topic of the unit đúng không ạ? Là giới thiệu chủ đề. Cái phần thứ hai là giới thiệu một phần từ vựng đấy một số một phần từ vựng theo chủ đề. Một cái thứ ba là cái này ạ là đôi khi là các thầy cô không để ý này là khi mà các con học cái bài getting started xong thì chúng ta các con của chúng ta sẽ có một cái overview đúng không ạ là cái phần cấu trúc ngữ pháp và các cái địa điểm ngữ âm được xuất hiện trong cái bài này là như thế nào tất cả những cái phần từ vựng này về phần cấu trúc ngữ pháp này hay là ngữ âm của chủ đề thì nó đều được xuất hiện trong cái dialogue đúng không ạ trong cái đoạn hội thoại ở trong bài getting started đó thế thì Tiến trình giảng dạy của cái phần getting started này thì chúng ta sẽ tạm chia như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có phần lead in to the topic. Để khi mà các thầy cô ví dụ dạy unit 1 các thầy cô dở cái teacher guide của unit 1 ra thì các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi có giới thiệu một số các hoạt động lead in cho phần này. Tiếp đến là chúng ta sẽ dành khoảng 20 phút cho cái phần dialogue và reading comprehension. 10 phút cho cái phần vocabulary, khoảng 5 phút cho phần game và cuối cùng là chúng ta có cái phần wrap up cô nhé, chúng ta sẽ có cái phần wrap up rồi ạ. Thế thì ví dụ tôi cũng sẽ chia sẻ luôn với các thầy cô về cái phần này. Đây ạ. Đây là phần getting started của unit số 1 Chúng ta sẽ cùng nhau xem luôn, nhá. Thấy cái phần cái hoạt động mở đầu đúng không ạ, thì uh, có thể chúng ta show một cái bức tranh, đúng không ạ, hoặc là chúng ta sử dụng luôn các cái bức tranh ở trong sách người ta đã cung cấp nếu mà các thầy cô mà sử dụng sách mềm trên học liệu vn thì cái phần này rất là gọi là đơn giản vì các thầy có cái chức chức năng là chúng ta phóng to đúng không ạ chúng ta phóng to cái các cái tranh này ra đúng không ạ và cho các con có những cái hoạt động khởi động lead in vào cái chủ đề đúng không ạ sau đấy là chúng ta sẽ có hoạt động đầu tiên là có thể là dạy một số các cái từ mới đã xuất hiện ở trong bài đó, một số các từ mới xuất hiện trong bài thì các thầy cô có thể nhặt ra để dạy. Tiếp đến ạ là chúng ta sẽ bật băng để cho các con của chúng ta nghe và đọc bằng mắt, đúng không ạ? Tuy nhiên ạ, các thầy cô lưu ý là khi chúng ta có cái hoạt động listen and read này thì các thầy cô hãy giao cho các con một nhiệm vụ học tập. Có thể là một cái nhiệm vụ gọi là đơn giản thôi. Ví dụ như là khi mà các con nghe và đọc cái đoạn hội thoại này thì các con hãy gạch chân cho cô các cái cụm từ mà theo các con nó có liên quan đến cái chủ đề là leisure activities leisure time đó thế thì các con của chúng ta nếu mà chỉ nghe không ấy thì nó có thể là trôi thế nhưng mà chúng ta sẽ ghim vào một cái hoạt động đơn giản thôi ạ à, là các con hãy gạch chân đúng không ạ vừa nghe này vừa nhìn này vừa gạch chân các cái cụm từ liên quan đến cái chủ đề của bài đó và sau khi các con của chúng ta nghe xong chúng ta có thể trách nhanh cái hoạt động mà chúng ta vừa giao đúng không ạ và sau đấy thì giúp cho các con là chúng ta làm sao ạ đọc đúng không ạ đọc theo cặp thực hành đọc theo cặp một hai lần sau đấy là thực hành đọc trước lớp đúng không ạ đấy thì cái việc đọc to này nó cũng rất là tốt các thầy cô cũng có thể kiểm tra được cái khả năng mà các con phát âm đúng không ạ và đọc cho xem là có rõ và đúng không đúng không ạ và sau đấy sau khi mà chúng ta đã có phần listen and read hoàn thành trôi chảy rồi thì chúng ta sang với cái phần số 2 là giúp các con củng cố lại các cái phần ghi nhớ của mình và sự hiểu của mình với cái bài đọc cái bài conversation đấy đúng không ạ thì cái phần này có thể là với một số các cái lớp mà học sinh khá thì các thầy cô có thể yêu cầu là các con không cần đọc lại thử xem và các con tự điền các cái thông tin vào đây đúng không ạ sau khi các con điền xong thì các con hãy compare câu trả lời của mình với một bạn khác và lúc đấy khi mà các con compare xong thì các con hãy check câu trả lời mình, tìm ra các cái evidence ở trong cái bài đoạn hội thoại đấy. Đúng không ạ? Có nghĩa là mình có thể ơ dép sách đi một chút, đúng không ạ? Thay vì là chúng ta yêu cầu các con đọc lại này để hoàn thành bài đọc thì chúng ta có thể cho các con là thử làm cái bài này mà không đọc lại xem. Đúng không ạ? Và sau đấy thì chúng ta mới kiểm cho các con compare câu trả lời, đúng không ạ? Mình so sánh câu trả lời với các bạn khác và mới quay trở lại là locate cái information đúng không ạ? Gạch chân các cái Evidence, đúng không? show cho cô Các cái evidence Hoặc là, đúng không ạ Mình cho các cái evidence ở trong sách Như thế nào, đúng không ạ Và nếu mà các thầy cô sử dụng sách mềm Thì các thầy cô có thể sử dụng cái tính năng highlight Đúng không ạ, để highlight những cái phần Mà các con nói là Đấy là evidence cho từng câu Đúng không ạ Tiếp đến thì chúng ta sẽ dạy sang phần từ vựng Ở đây ạ Từ vựng ở trong cái bài này Ví dụ như ở unit số 1 này Thì chúng ta là từ vựng là theo các cụ đúng không ạ? Đây chính là các cái hoạt động trong các um, hoạt động giải trí đúng không ạ? Leisure time activities. Thế thì với cái bài này mà tôi chúng tôi cũng um, ghi vào ở trong uh, sách giáo viên ấy là nếu mà với các cái lớp học sinh mà khá giỏi thì hoàn toàn là từ cái bài ba này chúng ta có thể sớm mở rộng lên một cái hoạt động từ vựng nữa. Ví dụ như là cho các con hãy brainstorm đúng không ạ? Làm việc theo nhóm brainstorm tất cả những cái leisure time activity mà các con biết đúng không ạ? Đấy, thì cái bài ba này cũng có thể mở rộng theo như vậy. Cái bài số 4 ạ thì mình sẽ um, cho các con xem lại đúng không các hoạt động trong bài số 3 đúng không? Đọc các cái keyword này và thử xem xem là đang nói đến cái hoạt động nào. Đúng không ạ? Đó, thì với bài này thì chúng ta cũng hoàn toàn cũng có thể khả năng mở rộng được. Là ví dụ như chúng ta ở trên là chúng ta đang yêu cầu các cái nhóm là brainstorm ra các cái hoạt động đúng không ạ mà leisure time activity mà các con biết thế thì ở dưới hoạt động này thì với các hoạt động đó thì các con có thể viết ra các keyword đúng không các cái keyword và sau đấy các con đố các bạn trong nhóm xem là con đã nói từ cái hoạt động nào không đúng không ạ có nghĩa là với những học sinh mà trung bình khá đúng không ạ trung bình thôi thì chúng ta có thể thực hiện theo sách đúng không ạ hoặc là có thể làm dễ đi nhưng với mà các học sinh khá giỏi thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy các cái bài này lên một bước bằng cách là chúng ta tận dụng các kiến thức của các con đã được học đúng không ạ và cho các con có cái cơ hội để chia sẻ các kiến thức nền của mình về chủ đề đó thì cái phần vừa rồi thì chúng ta yêu cầu các con mở rộng từ vựng những cái từ mà các con biết các con chia sẻ và đồng thời là các con có thể nói ra các cái keyword cho các cái hoạt động đó và đố các bạn thì đấy là những cái hoạt động mở rộng cho học sinh khá giỏi đúng không ạ còn với cái hoạt động số 5 đúng không ạ đó thì nó có một cái câu hỏi rất là hay là if you have some free time this weekend what will you do đó thì với mức học sinh trung bình thì các con chỉ cần trả lời đúng các câu hỏi này thôi. Nhưng với học sinh khá giỏi thì hoàn toàn làm sao ạ? Chúng ta sẽ mời các bạn đó đúng không ạ? giải thích lý do tại sao. Đúng không ạ? Tại sao con lại làm trong weekend này thì con làm cái hoạt động đấy. Đúng không ạ? Có nghĩa là lý giải thêm các lý do. Đấy. Thế thì các thầy cô sẽ thấy là với cùng một cái bài như thế này thôi ạ. Chúng ta sẽ có các cái lựa chọn các cái cách dạy khác nhau cho các cái đối tượng học sinh khác nhau. Và trong sách thì chúng tôi cũng đã có những cái ghi chú là với học sinh yếu hơn thì chúng ta có thể làm cái gì và với học sinh mà khá giỏi hơn thì chúng ta có thể làm cái gì. Đúng không ạ? Và chúng tôi cũng đã cung cấp thêm một list các cái extra activities để cho các con làm. Được chưa ạ? ạ? Thì đấy là bài Getting Started đấy. Thì các thầy cô uh, Có một số các thầy cô để cho cái bài đọc Listen and Read này nó dài quá Đừng dài quá các thầy cô ạ Bởi vì cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại á Thì học sinh nó chán đấy Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cho các con thực hành đọc trong khoảng Với trong cặp khoảng độ 5 phút Đúng không ạ? Các con đọc uh, Có thể là lần này là mình là vai này đúng không ạ, xong lần thứ hai thì mình sẽ là vai kia, đúng không ạ, cho xong đấy là cho mời các học sinh có thể đọc trước lớp, bọn mình đừng có kéo dài quá cái việc đọc, đúng không ạ, quá nhiều thì nó sẽ gây nhàm chán, đúng không ạ, và dành thời gian để chúng ta khai thác thêm các cái bài đằng sau với các cái lựa chọn khác nhau, đúng không ạ, vâng cái phần thứ hai ạ, à, một cái giờ học thứ hai nữa mà tôi muốn chia sẻ thông tin với các thầy cô chính là bài communication cái bà cái cái các cái câu hỏi về bài communication này cũng rất nhiều đúng không ạ và bây giờ tôi cũng sẽ các thầy cô thường ạ rất là băn khoăn là ở trong cái phần bài communication này chúng ta sẽ có hai cấu phần thế thì chúng ta sẽ kết nối nó như nào đúng không ạ thế thì bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ thêm thông tin với các thầy cô về phần communication thì mục tiêu ở đây là giới thiệu các cái chức năng ngôn ngữ đồng thời sẽ giúp cho các con phát triển cái năng lực giao tiếp theo chủ đề và cung cấp thêm kiến thức văn hóa và các môn học khác cho các bạn đấy. Thế thì cái tiến trình ở đây thì các thầy cô cũng nhìn thấy nó rất là đơn giản. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ có phần warm up khoảng 5 phút này. ở đây thì chúng ta có thể là dùng các cái trò chơi đúng không ạ để ôn tập củng cố lại các từ vựng mà các con đã được học ở bài A close up one chẳng hạn đúng không ạ. Với every English này thì chúng ta dành khoảng độ 15 phút. Sau đấy là cái phần communication theo chủ đề là 20 phút và cuối cùng là chúng ta có phần wrap up thì đây là một cái tiến trình chung mà chúng tôi đưa ra thì tất nhiên là các thầy cô sẽ dựa vào cái điều kiện cụ thể của lớp học của mình đúng không ạ đó thì để chúng ta có thể điều chỉnh cái giờ dạy cho nó phù hợp đây là ví dụ của bài communication số 1 đúng không ạ các thầy cô có thể theo dõi bởi vì tí nữa tôi sẽ có cái phần chia sẻ kỹ hơn nữa rất là sâu về cái bài communication này thì các thầy cô um, dành khoảng 2 phút nghiên cứu cái bài communication số 1 này nhá. Chúng ta nhìn qua một lượt để xem là các cái hoạt động này nó đi theo như thế nào. Đúng không ạ? Nó sẽ gồm có hai hoạt động cho phần everyday English và ba hoạt động trong cái phần giao tiếp theo chủ đề. Các thầy cô xem qua một lượt đúng không ạ? Một phút ạ. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phân tích sâu hơn về cái bài communication này các thầy cô nhé. Đúng không ạ. Thế thì trong phần này ạ thì tôi sẽ trình bày một số các cái điểm như sau. Đúng ạ. Chúng ta triển khai cái hoạt động số 1 FD English như thế nào. Chúng ta triển khai cái hoạt động số 2 trong phần FD English ra sao. Và làm sao mà chúng ta kết nối được cái phần everyday English và cái phần giao tiếp theo chủ đề mục đích của nó là cung cấp các cái thông tin về mặt can trở và clue như thế nào đúng không ạ và cách thức tiến hành các cái hoạt động còn lại trong cái phần can trở và clue đấy như thế nào đúng không ạ thì tùy bài thì cái phần communication này nó sẽ có thể từ 4 đến 5 hoạt động tuy nhiên là cái phần cố định là cái phần everyday english là bao giờ nó cũng có gồm có hai task task 1 và task 2 bây giờ xin Trước hết ạ, à, chúng ta sẽ đến với điểm đầu tiên. Đúng không ạ? Là cái phần Everyday English. Đúng không ạ? Thế thì nó có hai hoạt động, đúng không ạ? Là Task 1 và Task 2. Thế thì mục đích của cái hoạt động 1 là nó sẽ cung cấp một cái bài hội thoại mẫu, đúng không ạ? Tập trung vào một chức năng ngôn ngữ, đúng không ạ? Và cái thứ hai là nó sẽ giới thiệu cái phần ngôn ngữ mà để phù hợp thực hiện các cái chức năng đó đấy là lý do tại sao nó được gọi là language function đúng không ạ và cái phần một này là sẽ cung cấp cái language input cho học sinh sau khi mà các học sinh đã nắm được rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần language practice ở cái phần hoạt động số 2. Đó chính là học sinh sẽ thực hiện, thực hành với cái phần cái phần chức năng mà chúng ta vừa học đúng không ạ? Ở trong task 1 trong hai hoặc là ba tình huống cụ thể. Đấy. Thì um, ở đây ạ, Tôi cũng chia sẻ các cái bước mà nếu mà tôi dạy ạ à, thì tôi cũng sẽ theo các cái bước như này. Các thầy cô có thể uh, chụp lại nhanh màn hình cũng được ạ. À. Cái hoạt động tôi lấy luôn ví dụ là unit số 1 là inviting và accepting invitation. Được chưa ạ? Đó. Thế thì chúng ta sẽ có một hai cái đoạn hội thoại nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Và chúng ta giới thiệu uh, một, một cái uh, language function nhưng mà hai cấu trúc đúng không ạ? thế thì các cái bước tiến hành của tôi sẽ là như sau đầu tiên là tôi sẽ sử tôi sẽ giới thiệu cái language function đó đúng không ạ bằng cách là sử dụng uh, uh, photo này đúng không ạ bức tranh ảnh này các cái heading này hoặc là ngay cái đoạn hội thoại mẫu được dùng để làm lead in. tôi thì tôi um, cũng um, tham dự giờ dạy của một số các thầy cô thì các thầy cô có thể uh, cắt một cái video clip nho nhỏ trong đó thì có hai người họ mời nhau làm cái gì đấy thì cũng là một cách lead in rất là tốt đúng không ạ sau khi chúng ta giới thiệu cho học sinh đúng không ạ hôm nay là các con sẽ học cái gì thì chúng ta sẽ có thể là giải thích cái yêu cầu đúng không ạ và bật băng đấy để cho các con nghe hai cái đoạn hội thoại đó đúng không ạ đấy đây là chúng ta chỉ có ở đây là không có cái task nào cụ thể mà ở đây chúng ta chỉ nghe đúng không ạ nghe hoặc một hoặc là hai lần cái thứ hai là yêu cầu các con của chúng ta tập trung vào các cái highlighted parts. Đúng không ạ? Highlighted parts đây chính là các cái phần ngôn ngữ mà được sử dụng để mời và tiếp nhận lời mời. Đó, thì các con có thể là đọc lại hai cái đoạn hội thoại này một lần nữa và các con thử nói cho cô biết cái nào được dùng để mời và cái phần nào được dùng để chấp nhận lời mời. Được không ạ? Đấy. Thế thì có nghĩa là chúng ta sẽ giao nhiệm vụ luôn. Đúng không ạ? Thì theo các con. Đúng không ạ? Là cái phần nào, ngôn ngữ nào được dùng để đưa ra lời mời. Và cái phần nào được dùng để chấp nhận lời mời. Sau đấy là chúng ta có thể viết cái cấu trúc đấy trên bảng. Đúng không ạ? Đấy. Viết cái cấu trúc đấy lên bảng. Rồi ạ. Chúng ta sẽ yêu cầu các con là thực hành theo cặp. Đúng không ạ? Thực hiện theo cặp. Bây giờ các con đã đã hiểu rất là rõ rồi đúng không ạ hiểu rất rõ các thứ rồi thế thì các con hãy thực um, hiện thực hành đúng không ạ và sau đó thì chúng ta sẽ yêu cầu một số cặp một số cặp thực hành trước lớp đó đó thì các thầy cô sẽ thấy là nó chỉ đơn giản là sáu cái bước như thế này thôi đúng không ạ thì tất nhiên là với mỗi các thầy cô lên lớp thì chúng ta có thể có những cái cách thức khác nhau để tiến hành đúng không ạ nhưng mà đây có thể nhau để chúng ta sẽ gọi là thay đổi một chút xíu đúng không ạ các cái phần bước dậy để cho nó phù hợp đấy thì đấy là cái phần số 1 thế thì cái phần ví dụ ở đây ạ đấy ạ bài học đầu tiên của chúng ta đúng là là inviting and accepting invitation thế thì chúng ta có thể giới thiệu cái đón xong này chúng ta viện đúng không ạ yêu cầu các con nghe xong này thì chúng ta viết cái cấu trúc này lên bảng. Được không ạ? Đấy. Would you like cộng với to do hoặc là do you fancy doing something đúng không ạ? À, chấp nhận lời mời. Đúng không? Hay vân vân, đúng không ạ? Đấy hỏi các con là cái nào là mời cái nào là đồng đồng ý mà. Đấy, sau đấy là chúng ta có thể viết các cái cấu trúc này lên bảng. Như vậy đúng không ạ? Đấy. Thế đi. Đấy là với học sinh cơ bản các thầy cô nhé. Tí nữa thì tôi cũng sẽ hướng dẫn thêm là các cái nếu mà mở rộng thì chúng ta làm nào đúng không ạ? Sau khi mà các con đã thực hành nhuần nhuyễn cái task 1 rồi thì chúng ta sẽ đi đến task 2, cái hoạt động số 2. Đúng không ạ? Hoạt động số 2 thì các thầy cô biết là chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 cái situation. Đấy, 2 đến 3 cái situation. Thế thì đầu tiên ạ là phải yêu cầu các con nghiên cứu cái situation đấy. Đúng không ạ? Đó, các thầy cô có thể yêu cầu các con đọc này và gạch chân đúng ạ? Sau đấy chúng ta phân 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 cặp ra, đúng không ạ? Đấy, và bạn nào là làm cái gì? Đúng không ạ? Đấy, và các con sẽ được phân cặp để thực hành. Sau đấy là các con thực hành theo cặp. Đấy thì cái bước nó cũng đơn giản thôi. Và thực hành theo cặp xong, trong cái quá trình các con thực hành theo cặp thì các cô thầy cô có thể là đi xung quanh lớp để quan sát, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mời một số các cặp lên trước lớp để thực hành các cái phần này. Thế thì khi mà chúng ta hướng dẫn các con nghiên cứu cái phần in, uh, in các cái situation ấy thì chúng ta cũng có thể là yêu cầu các con đặt chân các cái từ khóa đúng không ạ đặt chân các cái từ khóa để làm gì ạ để khi mà các con thực hành thì tránh tình trạng là cái các cái keyword này này sẽ giúp cho các con nhớ được là các con sẽ phải nói cái gì đúng không ạ nội dung của cái đoạn hội thoại đấy là cái gì và khi mà chúng ta thực hành như này thì chúng ta không cần phải nhìn sách nữa đúng không ạ chứ lại thực hành xong rồi lại nhìn sách nữa thì nó không tự nhiên Đúng không ạ? Đấy thì việc mà chúng ta yêu cầu các con gạch chân các cái keyword này nó giúp cho các con nhớ được cái nội dung mà các con thực thực hành. Đúng không ạ? Và khi mà các con thực hành thì nó sẽ tự nhiên hơn. Đúng không ạ? Uhm, tất nhiên là đấy là cái chương trình cơ bản. Chúng ta có thể có thêm những cái extra support đúng không ạ? Cho các lớp học yếu hơn. Với các lớp học yếu hơn ạ, sau khi chúng ta đã có một cái hoạt động một chúng ta đã dạy các cái cấu trúc rồi mà có vẻ như là các bạn ấy cũng vẫn còn hơi băn khoăn hoặc là chưa được nhuần nhuyễn lắm thì chúng ta có thể là có một cái hoạt động làm mẫu đúng không ạ làm mẫu cái cái situation đầu tiên cái tình huống đầu tiên với một học sinh học sinh này thì các cầy cô có thể chọn cái học sinh mà khá đúng không ạ thì mình là đóng vai là bạn một bạn đúng không ạ và học sinh kia sẽ trả lời ví dụ như vậy đúng không ạ và mình sẽ đóng vai đúng không ạ đóng vai thì yêu cầu các con sẽ xem cái đoạn hội thoại mẫu đúng không ạ đồng thời là các con có thể thích nốt lại vân vân đúng không ạ và yêu cầu là các con làm thêm làm như như tương tự như vậy với hai các cái situation khác đúng không ạ hai cái situation còn lại đối với các cái lớp học mà các học sinh khá hơn đúng không ạ thì chúng ta sẽ um, có thêm các cái hoạt động mở rộng đúng không ạ? Là cái việc mà chúng ta gọi là kiến thức nền của học sinh rất là quan trọng, đúng không ạ? Các con có thể biết rất là nhiều cách. Các con có thể biết rất là nhiều cách để um, đưa ra lời mời và chấp nhận lời mời. Thì chúng ta mời các con. Bây giờ các con hãy chia sẻ thêm là những cái cấu trúc mời và chấp nhận lời mời mà các con biết, đúng không ạ? Hoặc là sau đấy các thầy cô có thể tóm tắt lại chúng ta có thể cho thêm những cái cụm từ mà thể hiện cùng chức năng ngôn ngữ đúng không ạ? Và chúng ta động viên khuyến khích các con khi mà chúng các con thực hành ở cái hoạt động 2 thì các con có thể thực hành thêm với các cái cấu trúc khác đúng không ạ? Bởi vì các thầy cô biết rồi, đúng không ạ? Là khi mà chúng ta có thể làm các bài kiểm tra, các bài thi đúng không? Là nó cũng có thể là có những cái expression khác đúng không ạ? Cùng chức năng đấy nhưng mà nó sẽ có những cái gọi là cách thức nói khác nhau. Ví dụ như là lời mời đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể có giới thiệu thêm các cái cấu trúc ví dụ do you want to join me for cộng với một danh từ hoặc là do you feel like cộng với verb in đúng không ạ và các cái chấp nhận lời mời thì có thể có dùng thêm như là that sounds great hoặc là that sounds super thanks hoặc là what a great idea what time ví dụ như vậy đúng không ạ đây what a great idea what time cũng là một cách chấp nhận lời mời đúng không ạ và sau đấy là hỏi sâu thêm đúng không ạ thì riêng cái phần mà mở rộng này thì với dựng đến what time như này ạ à, thì các con nào mà khá giỏi thì có thể mở rộng luôn cái hoạt động cái hoạt của hội thoại đó đúng không ạ thế như vậy là cùng một cái kiến thức đó chúng ta có thể có những cái cách thức khác nhau tiến hành bài dạy với những cái đối tượng học sinh uh, yếu hơn hoặc là giỏi hơn đó thì tôi vừa mới chia sẻ với các thầy cô các cái bước mà chúng ta có thể tiến hành để hướng dẫn học sinh trong cái hoạt động 1 và hoạt động 2. Bây giờ ạ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần cũng rất là quan trọng. Đó chính là transitioning from everyday English to culture or clue. Có nghĩa là chúng ta ghép nối hai cái phần trong bài communication như thế nào. Thế thì um, có nhiều cái câu hỏi lắm. Riêng cái phần này á, thì nhiều cái câu hỏi lắm. Thực ra ấy, để kết nối thì rất là dễ. Cái đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta cần phải hiểu được cái book design có nghĩa là cái cách mà người ta thiết kế sách. Đúng không ạ? Tại sao người ta lại cho hai cái phần này vào là một? thì cái lý do đầu tiên đúng không ạ là cái phần này nó sẽ có có vai trò như là cái phần bổ trợ cho cái chương trình học tập và chương trình giáo dục phổ thông đúng không ạ nó sẽ giúp phát triển cái năng lực um, đây là hai cái năng lực giáo dục tiếp thành phần strategic competence và social cultural competence là người ta người ta gọi nó là um, năng lực văn hóa xã hội và năng lực chiến thuật giao tiếp đúng không ạ thì đây là hai cái thành phần nhỏ trong năng lực giao tiếp mà sách của chúng ta là theo đường hướng giao tiếp mà đúng không ạ hoặc là chúng ta theo đường hướng giao tiếp có nghĩa là chúng ta mong muốn phát triển cái khả năng giao tiếp cho học sinh thì hai cái thành phần này strategic và social cultural nó chính là hai cái năng lực giao tiếp thành phần đúng không ạ và cái phần này chúng ta thiết kế cái vậy communication này nó là giúp cho học sinh phát triển hai cái năng lực đó đúng không ạ và hai cái bài này nó liên kết với nhau bởi vì nó cùng mục đích là giúp cho học sinh phát triển năng lực văn hóa xã hội cũng như là năng lực giao tiếp, đúng không ạ? Và cái thứ hai, hai cái thành phần này ạ à, nó có ở trong cái sách đấy và nó kết nối với nhau bởi là nó cùng về một chủ đề. Đúng không ạ? Các cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở trong này, đúng không ạ? Thì ví dụ như là bài này về leisure time. Thế thì chúng ta sẽ mời các bạn tham gia vào các cái hoạt động giải trí khác nhau, đúng không ạ? Thì đấy chính là xem topic hoặc là xem phim, Đúng chưa ạ? Đó, thì đấy là chúng ta hiểu được cái kết cấu của sách như thế này. Đó, thế thì chúng ta có thể kết nối, đúng không ạ? Hai cái phần đó dựa vào các hoạt động là before và các hoạt động after. Có nghĩa là before cái hoạt động ở cái phần thứ hai và after cái hoạt động ở cái phần thứ hai đó. Hoạt động 2 ở đây, ví dụ như unit 1, nó chính là 3, 4, 5. Cụ thể ạ? Đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa các thầy, thầy cô ví dụ cụ thể luôn. Cho ạ. Đây là ví dụ cụ thể. Ở đây là cái hoạt động số 2 của phần Everyday English unit số 1. Đúng không ạ? Và đây là bắt đầu từ hoạt động số 3, 4, 5. Cũng là ở unit số 1. Đúng không ạ? Một phần là language function. Một phần là giao tiếp theo cái chủ đề. Đó. Thế thì hoạt động before này. Trước khi chúng ta vào cái phần Teams Leisure Activities thì chúng ta có thể thực hiện một số các hoạt động như sau, chúng ta sẽ đưa ra một số các cái câu hỏi cho học sinh. Ví dụ, mình đặt câu hỏi là what is the common topic of the three conversation. Three conversation ở đây này, đúng không ạ? Là mời, đúng không ạ? Các bạn đấy làm một cái việc gì đó. Đúng không ạ? Đây là các cái đầu tiên là ví dụ play badminton, đúng không ạ? Là một hoạt động leisure. Make paper flowers cũng là hoạt động leisure activity. tiếp đến ạ cái cũng uh, invite friends to try your homemade pizza thì cái hoạt động cooking cũng có thể là một cái hoạt động leisure time activity đúng không ạ và sản phẩm của nó là pizza đúng không ạ thì có nghĩa là ba cái phần này nó đều chung là chức năng là mời đúng không ạ đấy thế thì chúng ta sẽ tập trung nhiều vào hai cái badminton và make paper flowers bởi vì là nó thể hiện ở trong hai cái tranh ở cái hoạt động 3 này các thầy cô thấy không ạ? Hai bạn đang làm hoa, làm nghĩa các thứ gập giấy này và hai bạn đang chơi cầu lông đúng không ạ? Đấy, thế mình nói là how hoặc là um, what did your What did you invite your friend to do in the first and second situation? Thì các con có thể nói ra là đấy các con uh, mời các bạn là chơi cầu lông, đúng không? Hoặc là to make paper flowers, đúng không ạ? Và chúng ta nói là đúng rồi đúng không ạ và hai cái hoạt động mà play badminton này và make ping paper flowers này thì nó đều là các cái hoạt động giải trí thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem xem là các cái học sinh ở các nước khác nhau đúng không ạ là chúng ta sẽ có những cái hoạt động giải trí như thế nào đúng không ạ đấy thì đấy chính là cái sự kết nối trước khi chúng ta đi vào đúng không ạ cái phần hai này đúng không ạ bắt đầu từ hoạt động ba bốn năm đúng không ạ đúng là kết nối giữa hai phần và thực ra là khi mà chúng tôi đi um, giai sách ấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái ý tưởng để kết nối như vậy đấy, thì các thầy cô là cũng chịu khó chúng ta sẽ đọc lại đúng không ạ và chúng ta sẽ tìm ra cái con đường kết nối đúng không ạ um, giữa các cái phần khác nhau đấy là cái phần before nhé hoặc là sau khi mà chúng ta đã dạy xong cái hoạt động ba bốn năm thì chúng ta có thể tiến hành một số các cái hoạt động after canter hoặc là after clue như sau đúng ạ chúng ta có thể đưa ra một số các cái tình huống thêm đúng ạ tình huống thêm đúng ạ chúng ta sẽ đưa ra một cái tình huống extra cho các con một đó các bạn có thể làm việc theo cặp này đúng ạ sau khi hoạt động số 5 xong nhá mình có thời gian này mình có thể có này một à, bạn thì sẽ là student A bạn kia là student B này bạn A thì mời bạn bạn B đúng ạ đi trượt tuyết chẳng hạn đúng ạ hoặc là làm một cái việc gì đấy mà bạn thích nhất đúng ạ trượt tuyết thì chính là cái nội dung đúng ạ một cái tranh cuối cùng đấy trong cái đoạn um, trong cái đoạn phần 2 của chúng ta thì có một bạn nói về cái việc mà bạn đi snowboarding thì chúng ta có thể kết nối hai cái phần đấy bằng cách một cái một cái situation như thế này hoặc là mình nghĩ các con có thể nghĩ ra một cái hoạt động nào mà các con thích nhất và các con mời bạn thì đấy cũng là một cái sự kết nối rất là tốt đúng ạ rất là tốt cho mẹ cho um, học sinh đúng không ạ để các con nhìn thấy cái sự kết nối đúng không ạ đó. ví dụ một cái đoạn hội thoại mẫu của mình như này do you fancy going snowboarding with me that's a great thing ví dụ như vậy đó thì chúng ta sẽ làm như vậy các thầy cô nhé có nghĩa là giữa hai cái phần này ạ thì chúng ta thứ nhất là nó được kết nối bởi vì nó là nằm trong cùng một chủ đề chủ điểm và sẽ có những cái phần um, mà nó kết nối bởi vì đấy là ý đồ của tác giả họ sẽ nhìn ừ. ra cái điểm kết nối đúng không ạ và cách thứ hai chúng ta kết nối bằng cách chúng ta sẽ đưa thêm các cái hoạt động before và after đúng không ạ cho học sinh để các con cũng nhìn thấy cái sự kết nối đó được không ạ đấy, thì đấy là tôi vừa trình bày với các thầy cô thế tiếp tục ạ chúng ta sẽ xem xem phần sau nhé sau khi kết nối xong thì chúng ta dạy như nào Đấy ạ chúng ta sẽ nhìn một chút ạ ạ à, thì um, cái mục đích tôi đấy là chúng ta sẽ phải xác định đúng không? Cái mục đích của tôi lấy luôn thực ra đây tôi cũng lấy luôn cái uh, ví dụ của cái init số 1 để các thầy cô tiện hình dung á, đúng không ạ? Cái hoạt động số 1 là có ba bức tranh thì đây chính là cái mục đích của nó là activate, đúng không ạ? Các con biết gì cũng là Kết nối từ đoạn trước với đoạn sau, đúng không ạ? Thông qua cái hoạt động số 3 này, đúng không ạ? Cái cái task số 4 ạ thì người ta coi reading as input. Đúng không ạ? Ở đây là chúng tôi giới thiệu ba cái đoạn đọc rất là nhỏ. Nó hơi khác với lại cái bài mà chúng ta đọc. Cái bài đọc của chúng ta ở kia là khoảng phải khoảng được 180 từ. Thế nhưng mà với cái phần communication này thì nó chỉ là input và nó chỉ là cái cơ sở để cho các con communicate thôi. Cho nên chúng ta sẽ phải hạn chế được số lượng từ, đúng không ạ? À, cái mục đích của cái hoạt task 4 này này là chúng ta sẽ mở rộng các cái kiến thức liên quan đến chủ đề, đúng không ạ? Và phát triển cái khả năng kỹ năng đọc của học sinh. Đúng không ạ? Đấy, và tác số 5 thì cái mục tiêu của tác số 5 là giúp cho các con nói được đúng không ạ, nói ra những cái gì mà liên quan đến chủ đề thì các con sẽ có cơ hội để um, kết nối những cái văn hóa của bản thân mình, những cái trải nghiệm của bản thân mình với đúng không ạ, các cái nền văn hóa khác và phát triển được kỹ năng nói. Thì các thầy cô thấy là các cái hoạt động ở đây ạ nó sẽ nó có cái tính kết nối với nhau rất là chặt chẽ, đúng không ạ? cái nọ nó là input hoặc là output của cái kia đúng không ạ và nó đều có cái mục tiêu mục đích của nó cả chứ không phải là chúng tôi tự đưa vào mà nó không có cái logic đúng không ạ các thầy cô sẽ thấy ở đây là tôi sẽ chỉ ra các thầy cô vậy các thầy cô áp dụng tương tự với các bài khác thầy cô nhé thì chúng ta sẽ xác định được cái mục tiêu của nó là gì đúng không ạ và cái cách kết kết nối và cái kết quả của nó ra làm sao đúng không ạ ở đây thì tôi cũng lấy luôn các cái ví dụ của bài này đúng không đấy đây là task tree này đúng không ạ học sinh sẽ nhìn vào ba cái bức tranh và nói là mỗi hoạt động này là hoạt động gọi tên là gì thì cái a và b thì các con đã biết rồi đúng không ạ tuy nhiên ạ chúng ta có thể làm tận dụng đúng không ạ các cái bài cái um, tranh này để dạy luôn một số từ ví dụ như là uh, học sinh sẽ có thể nói là make flower paper flowers Nhưng mà chúng ta có thể tận dụng để dạy luôn cái từ mới là origami. Được chưa ạ? Và trong cái tranh số 3 thì chúng ta có thể sử dụng nó để dạy luôn cái từ snowboarding. Được chưa ạ? Thì đây là cái bài 3 này chính là cái phần mà chuẩn bị về cũng là một phần về mặt ngôn ngữ, về mặt từ vựng cho học sinh. Sang đến phần test số, tát số 4 thì các con sẽ có ba cái bài đọc nhỏ và các con sẽ phải thực hiện một cái hoạt động đọc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hỏi học sinh biết gì về chủ đề đúng không? Ví dụ chủ đề ở đây là leisure activities và cụ thể là các cái cái hoạt động ở trong các cái bài đọc nhỏ này, đúng không? Sau đấy là chúng ta sẽ explain the task các con phải làm gì với cái bài này, đúng không? Các thầy cô có thể dạy một số các từ mới đối với các lớp học nhỏ hơn, à lớp học yếu hơn. Tuy nhiên nói thật là um, ở trong này cũng không có nhiều từ mới lắm đâu. Các thầy cô có thể nhận ra khoảng hai ba từ để chúng mình dạy, chúng mình dạy cho học sinh để cho các con có thể là học từ luôn mở rộng từ luôn đúng không ạ sau đấy là các con sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đó và chúng ta sẽ kiểm tra kiểm tra câu trả lời đúng không ạ và chúng ta thấy là bài bài số 4 này này bài số 3 và số 4 cùng nhau sẽ tạo nên một cái input khá hoàn chỉnh cho bài tiếp theo đúng không ạ các con có cơ sở để các con thực hiện các hoạt động giao tiếp đấy. còn với bài số 5 đúng không ạ đấy ở đây là task 3 đúng nãy đúng không đó thì tôi nói là để chia sẻ để dạy một số từ và trả lời câu hỏi rồi ạ đúng không ạ task số 5 của chúng ta ở đây ạ là học sinh sẽ work in groups ask and answer the questions đó thì học sinh có thể làm việc theo cặp hoặc là theo nhóm ở đây thì chúng tôi yêu cầu làm việc theo nhóm tuy nhiên các thầy cô cũng có thể cho làm việc theo cặp nếu các thầy cô muốn và sau khi học xong học sinh thực hiện các cái nhiệm vụ rồi ở trong nhóm rồi thì con có thể report to the whole class đúng không ạ đấy và nếu mà có thời gian thì các thầy cô sẽ cho các hoạt động mở rộng. Đúng ạ, mở rộng thì bằng cách giống như lúc nãy đấy và mình tôi chia sẻ là cái After clue hoặc là After um, Control đấy thì hoàn toàn là các thầy cô có thể dùng luôn cái situation đấy để mở rộng. Hoặc là trong sách giáo viên thì chúng tôi cũng có các cái hoạt động extra activities để mở rộng thì các thầy cô có thể nhặt một hai hoạt động các thầy cô thực hiện ở trong lớp nếu mà chúng ta có thời gian. Đúng không ạ? thế thì vừa chị vừa rồi ạ ừ. thì tôi đã trình bày với các thầy cô rất là kỹ cái cách thức triển khai cái bài học communication à, từng từng cái nhiệm vụ học tập một cũng như là cách kết nối giữa hai phần thì không hiểu là các thầy cô có nắm được không ạ nếu mà các thầy cô nắm được ạ thì xin mời các thầy cô có thể tả tim hoặc đánh số 1 trong chat box được không ạ các thầy cô đã nắm được cái cách mà chúng ta triển khai cái phần bài communication chưa ạ bởi vì tôi nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi Uh, của các thầy cô, đúng không ạ? Và phần vừa rồi thì tôi cũng đã dành nhiều thời gian đấy để phân tích, đấy cụ thể và cách thức các thầy cô có thể tiến hành uh, theo cái sườn như vậy, đúng không ạ? Thì tất nhiên là các thầy cô hoàn toàn là có thể tự thiết kế nên các cái procedure của mình. Thế nhưng mà cái mà tôi đưa ra thì cũng có thể là một cái gợi ý để các thầy cô có thể uh, dựa vào đó để uh, thiết kế các cái bài khác tương tự. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta mong muốn có những cái sự kết nối giữa các phần thì uh, cũng rất là mong các thầy cô nghiên cứu và chúng ta tìm ra đúng không ạ? Làm cái điểm kết nối giống như là tôi đã làm. Ví dụ với cả cái unit số 1. Được không ạ? Đấy. Thì đấy là cái phần bài communication, communication đúng không ạ? Là sau tôi rất là mong muốn là sau cái hoạt động này thì các thầy cô ví dụ như là khi mà các thầy cô dạy muốn uh, dạy gọi là demo cho các thầy cô khác hay là chúng ta có các cái dự giờ dự giờ, giờ thì các thầy cô cũng rất là mạnh dạng để có thể chọn lựa cái bài communication này để dạy. Được không ạ? Okay. tiếp tục ạ à, là chúng ta sẽ đến một cái phần một cái giờ học tiếp ạ à, là phần skill phần skill này thì um, thực ra ấy ạ à, là các thầy cô cũng có những cái um, yêu cầu đúng ạ cũng hiểu cô cũng có những cái sự băn khoăn đó ạ thì mục tiêu của cái giờ học này là sẽ nhằm phát triển kỹ năng đọc và kỹ năng nói cho học sinh ở đây về mặt tiến trình ạ thì nó cũng đơn giản thôi đúng không ạ thì tôi cũng sẽ chia sẻ cũng không quá nhiều về cái phần này nhưng mà cũng muốn gút lại với các thầy cô ạ đó là để cách thức mình tiến hành như thế nào cho nó phù hợp được không ạ đấy thì đây là cái phần uh, procedure đúng không ạ chúng ta sẽ có hai kỹ năng đầu tiên là chúng ta sẽ có phần warm up lead in khoảng 3 phút cái phần reading thì chúng ta sẽ có 20 phút sau đó thì chúng ta chuyển sang phần speaking và cái điểm quan trọng của cái phần speaking nhá là cái phần 3.1 này các thầy cô này đó chính là Transition from reading to speaking thì chúng ta làm như thế nào cho khéo đúng không ạ có những đấy các thầy cô nói chung là cũng hỏi cũng tương đối đấy là cái phần speaking cái phần skill one và skill two này thì chúng ta có cái sự kết nối như thế nào đúng không ạ thì đây một lần nữa cũng lại chia sẻ các thầy cô là nó kết nối theo chủ đề rồi đúng không ạ thế nhưng mà chúng ta lại muốn kết nối thêm để giữa các cái hoạt động nó đi gọi như là từ cái nọ xuống cái kia cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Rồi ạ. Thế đây là hai sơ đồ của một tiết đọc và một tiết nói ạ. Cái phần reading ạ thì chúng ta sẽ có hoạt động pre-reading và while reading. Và khi mà chúng ta thực hiện xong cái phần pre-reading và while reading này rồi thì chúng ta sẽ có các cái ý tưởng đúng không ạ? Các ý tưởng để chuyển sang phần speaking và cái phần speaking này chúng ta sẽ có khoảng độ hai hoạt động. Và các cái hoạt động của cái phần speaking này sẽ giúp cho chúng ta có được các cái ý tưởng. Đúng không ạ? Đây ạ, à, chúng ta đưa các ý tưởng từ phần đọc sang cái phần nói, đúng không ạ? Và giúp của chúng ta thực hành các cái expression, đồng thời là có thể mà sản sinh ra những cái câu trả lời dài dưới dạng nói, đúng không ạ? Thì cái 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 kết quả của cái hoạt động trong cái phần skill one cái phần speaking đó chính là các con của chúng ta sẽ có thể là có một đoạn hội thoại này, có một đoạn thuyết trình ngắn này hay là một cái report đúng không ạ cho cả lớp. Thì đấy là cái sự kết nối của hai phần. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái sự kết nối cái bài số 1 nhá. Unit 1 ạ. Đây là Unit 1 skill 1 gồm có ba hoạt động reading và hai hoạt động speaking. Đó. Thì tất cả đây Um, cái bài cái bài unit 1 này ạ à, thì um, tôi thiết kế theo cái kiểu là chúng ta tập trung vào các cái hoạt động mà leisure activity chúng ta có thể làm cùng với các thành viên trong gia đình. Và ở cái phần sau cái phần bài skill 2 ấy thì là các cái hoạt động leisure activities mà chúng ta có thể làm cùng với uh, bạn bè. Này hey, cô nhé Đấy, thì có nghĩa là nó có các cái mảng khác nhau như vậy để nó không trùng lập ấy, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ có một cái hoạt động là pre chính hoạt động số 1 này chính là hoạt động pre-reading đúng không ạ? Để khởi động. Thì các cái hoạt động này chính là các cái hoạt động được mention tới ở trong cái bài đọc này. Được chưa ạ? Và sau khi chúng ta khởi động được cái kiến thức nền về ba cái hoạt động này rồi thì thầy cô có thể chọn lựa một số các cái từ mới ở trong cái reading text này. Đó, để chúng ta dạy khoảng hai ba từ gì đấy thôi, đúng không ạ? Ba bốn từ gì đó nếu mà muốn còn với học sinh mà khá giỏi có thể là cũng không, không cần nếu mà học học sinh biết rồi sau khi thực hiện xong cái hoạt động một này giới thiệu xong từ mới có nghĩa là xong pre reading rồi thì chúng ta sẽ tiến tới là cho học sinh đọc để làm bài tập số 2 đúng không ạ và làm đọc lại một lần nữa để làm bài tập số 3 đấy thì với mỗi cái hoạt động này thì chúng ta đều triển khai theo cái cách là có câu trả lời cá nhân rồi có các câu trả lời theo cặp theo nhóm vân vân đúng không ạ thế thì cái việc kết nối giữa cái phần Reading và Speaking này thì chúng ta nên làm như thế nào được chưa? Cái phần Speaking ạ à, là chúng ta đang nói đến là lại xoáy loại đúng không? Cái chủ đề của bài đọc là về các cái hoạt động ở trong cái thời gian rảnh rỗi mà mình làm với gia đình các thành viên trong gia đình thì cái phần Speaking này nó cũng là nói về cái phần đó đúng không ạ? Nó có ba câu câu hỏi ở đây và các con sẽ phải record lại câu trả lời của các bạn trong cái phần này có thể là chúng ta cho học sinh làm việc theo nhóm. 4 Đúng không ạ? Một bạn hỏi và sau đấy là các bạn kia trả lời Và đồng thời là chúng ta hoàn thành các cái bảng Đúng không ạ? Thế thì muốn để kết nối giữa phần này và phần kia Thì chúng ta có thể áp dụng luôn mấy cái câu hỏi này Để hỏi cái bạn Trang này luôn về bạn Để hỏi về bạn Trang Được chưa ạ? Ví dụ này What leisure activities does Trang usually do with her family? Mình viết hẳn ba cái câu hỏi này lên Nhưng mình thay cái chủ ngữ là you bằng Trang. Được chưa ạ? Đó, chúng mình đừng hỏi vu vội nhá, chúng hỏi bằng Trang đã. Đó. Đó, which one does she like the most and why? Và how does she feel when she spend time with her family member? Đó, thì ba cái câu hỏi ở cái số 4 này, chúng ta thay chủ ngữ là bằng bạn Trang để kết nối với phần trên. Cho học sinh trả lời xong Đúng không ạ? Thì có nghĩa là các con đã biết cách trả lời ba câu hỏi này về bản thân mình. Các con biết cách là chúng ta sẽ trả lời như thế nào rồi. Được chưa ạ? Right. Đó. Thế thì sau khi xong này chúng ta comment câu trả lời thì chúng ta sẽ đến với cái hoạt động số 4. Nhá, hoạt động số 4. Đấy thì các con sẽ làm theo nhóm. Đúng không ạ? Và hoạt động số 5 là các con sẽ phải report lại cái câu trả lời của các bạn của mình đúng không ạ và tìm ra là các cái hoạt động nào là hoạt động phổ biến nhất đó thì cái phần này ạ thì nó cũng sẽ giúp cho học sinh có cái sự chuẩn bị trước một chút về cái bài project Đấy, cái phần bài project ở đây thì cũng là làm một cái survey thì cái phần speaking này nó cũng là một cái phần để giúp các con chuẩn bị một chút đúng không ạ để cách tiến hành cho cái bài project đằng sau đúng không ạ đấy thế thì cái phần kết nối của chúng ta là rất quan trọng bởi vì khi mà chúng ta kết nối nói chung là kết nối thì cũng quá, không có gì là quá phức tạp nhá đấy quá là phức tạp đó thế thì chúng ta chỉ cần sử dụng ngay nhá ngay các cái câu hỏi ở trong này đó để làm kết nối luôn đúng không ạ và khi mà các con đã có thông tin bởi vì thông tin về bạn trang là các con biết rồi đúng không ạ là các con chỉ cần áp dụng câu hỏi trả lời đấy lấy thông tin trả lời và như vậy là các con đã có một cái mẫu để trả lời câu hỏi trong cái phần 4 này. Được chưa ạ? Đó. Thì đấy là cách thức tiến hành cái phần skill. Thì các thầy cô có thể áp dụng tương tự như vậy với phần skill 2. Thì thường là cái phần skill 2 ấy thì tôi chúng tôi cũng làm cái tương tự như vậy các cô nhé. Chúng tôi cũng là yêu cầu đúng không? Chúng tôi cũng có những cái phần kết nối rất là chặt chẽ cái nội dung của bài nghe và nội dung của bài viết là nó rất là sát phát sườn với nhau rất là có mối liên quan với nhau thì các thầy cô chỉ cần có một cái điểm tìm được cái điểm kết nối đấy là các thầy cô có thể dạy một cách rất là nhuần nhuyễn trôi chảy rồi ạ vâng ạ đấy là xong cái phần skill one và skill two là một số các cái comment một cái phần nữa là tôi cũng rất là mong muốn được chia sẻ với các thầy cô kỹ đó chính là phần looking back và project đây ạ đó. bởi vì thực sự là mấy năm vừa rồi Được chưa ạ? Thế thì cái phần looking back và project này thì chúng ta sẽ dùng 5 phút để warm up. Ở đây thì các thầy cô có thể um, có các cái hoạt động mà giúp cho học sinh ôn tập lại một chút xíu cái phần từ vựng hoặc là cấu trúc ngữ pháp mà các con đã học. Sau đấy là chúng mình sẽ có dành khoảng độ 15-20 phút cho các cái bài. Đúng không ạ? Cô nghĩ là 15 phút là ok. Và sau đấy là project thì khoảng từ 20 đến 25 phút. Đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ không nói nhiều về cái phần lúc back ở trên cái phần bài ôn tập củng cố này thì các thầy cô làm rất là thành thạo rồi đúng không ạ thế nhưng mà tôi sẽ nói nhiều hơn về cái phần project đợt vừa rồi mấy năm vừa rồi dịch ạ đúng không thì chắc là các thầy cô cũng không có điều kiện để thực hành được thực hiện cái những cái project này nhưng mà cái yêu cầu về kiểm tra đánh giá mới của bộ ạ là cũng cho phép chúng ta sử dụng cái project để trong đính điểm và tôi không biết là ở Bến Tre thì các thầy cô như thế nào thế nhưng ở Hà Nội thì tôi thấy là trường của các con tôi ấy, khi mà các con làm bài kiểm tra giữa kỳ thì một số môn học nhiều đa số các môn học là các bạn ấy sẽ làm project làm các dự án đúng không ạ thì với môn tiếng Anh thì chúng ta có thể sử dụng cái phần um, thuyết trình của dự án này trong có thể thay được điểm nói đúng không ạ thường xuyên hay là định kỳ giữa kỳ vân vân thì nó theo các quy định thì chúng ta cũng có thể dùng được Thế thì cái phần về project này ạ thì chúng ta sẽ có một số các cái lưu ý. Đây là cái leisure time survey nhá. Các thầy cô um, lưu ý một chút, nhớ cái môn này một chút đã để tí nữa chúng tôi sẽ dùng cái đó để phân tích. Đây là một số các lưu ý về thực hiện project. Thứ nhất là chúng ta chia nhóm từ đầu năm học ạ. Đấy, nên chia nhóm từ đầu năm học. Và có thể là một nhóm sẽ không cần phải làm hết tất cả các project một nhóm có thể chỉ cần làm một project trong một năm học thôi hai project chứ hai project trong một năm học là tốt nhất các thầy cô ạ bởi vì để có cái cơ hội thứ hai để cho các con làm sao các con cải thiện so với cái thứ nhất thay đổi như nào đúng không ạ và sau đấy chúng ta cho nhóm học sinh bắt thăm chủ đề của dự án và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ các thầy cô đợi một chút ạ đây tôi có ai đó đang vẽ ở trên màn hình Đúng không ạ? cho học sinh bắt thăm chủ đề dự án sớm ạ đúng không ạ khởi động dự án sớm ví dụ như là trong cái phần getting started đúng không ạ sau đấy là chúng ta có cái phần là chỉ định nhóm trưởng và yêu cầu các nhóm ghi lại tiến độ đồng thời chúng ta sẽ phổ biến các tiêu chí chấm điểm cho học sinh đúng không ạ và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ phải cung cấp các cái nhận xét khi mà các con thực hiện các dự án một số các thầy cô ạ thì Thôi bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ tiếp đi ạ. Đấy ạ. Đây, chúng ta sẽ đến các cái phần tiếp theo nhé. thì khi thực hiện dự án nhé, thì chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Các thầy cô chờ được một chút Chúng ta sẽ nhìn vào cách thức chuẩn bị cho một dự án. Đúng không ạ? tiến hành dự án ra làm sao và chúng ta assess có nghĩa là đánh giá cái dự án đấy như thế nào. các thầy cô lưu ý ạ là nếu mà chúng mình ạ khi mà chúng ta thực hiện dự án mà chúng ta chỉ đưa cái chủ đề dự án này xong rồi cho các con làm và đến cái giờ lúc kinh bách đấy chúng ta yêu cầu các con trình bày cái dự án đấy thì đấy không phải là thực hiện hoạt động dự án bởi vì học tập theo dự án là chúng ta là cả một quá trình và trong các quá trình trong quá trình mà các con làm dự án ấy là chúng ta vẫn phải kiểm tra cái tiến độ cơ, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta ra một cái dự án và xong rồi, hai tuần sau chúng ta yêu cầu các con thực uh, tiến hành presentation ấy, thì đấy vẫn chưa phải là bản chất của học dự án đâu, mà các con của chúng ta sẽ không học được gì nhiều nếu mà các cô làm như vậy, đúng không ạ? Thế thì một cái dự án sẽ chia làm ba giai đoạn: before, during và after. Before thì chúng ta sẽ có cái phần là project preparation và project report setup, phần during thì chúng ta có phần project report. Phần after thì chúng ta sẽ có peer feedback và teacher feedback đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái giai đoạn một. Ở cái hoạt động đầu tiên before the project đúng không ạ? Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần chuẩn bị cho dự án. Chuẩn bị cho dự án như thế nào? When thường là getting started đúng không ạ? By the end of the getting started lesson đúng không ạ? Hoặc là ở các dưới các hoạt động các cái giờ học khác thì ít nói chung là nên khởi động sớm đúng không ạ phần getting started và trong các cái giờ khác nhau nhá trong các cái giờ tiếp theo thì chúng ta nên kiểm tra tiến độ Đúng không ạ đấy how đúng không ạ à, khi mà khởi động dự án thì các chúng ta lại cho các con đọc lại yêu cầu của dự án này chúng ta giải thích cho các con các yêu cầu này của dự án này ai làm gì đúng không ạ và cái procedure có nghĩa là cách làm như thế nào đúng không ạ à, thực ra ấy, ở trong sách thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cách thức tiến hành nó khá là chi tiết rồi đúng không ạ thế tuy nhiên là các thầy cô khi mà triển khai với học sinh thì mình lại làm thêm chi tiết nữa chúng ta đảm bảo các con nắm được khu hoắt và hào được không ạ đó tiếp đến là set up the group đúng không ạ set up the group này thì cái này làm nhanh bởi vì lúc nãy tôi nói là các thầy cô nên chia nhóm này từ đầu năm học đúng không ạ cho nên cái việc set up group này nó rất là nhanh đúng không ạ đấy tiếp đến set the deadline khi nào các con phải trình bày, khi nào các con sẽ phải trình bày sản phẩm cuối cùng, khi nào các con sẽ phải báo cáo cho cô là cái, uh, ví dụ sau khoảng độ 2 tiết học, đúng không ạ, báo cáo cho cô biết là cái tiến trình, đúng không ạ, của các con ở trong cái dự án này đã đến đâu rồi, đúng không ạ, đó. Và nó có thêm cái là check the progress, đấy chính là cái phần mà tôi nói là, 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 là when, đúng không ạ, set the deadline và check the progress là phải làm cùng nhau, đúng không ạ, đấy là nếu mà các thầy cô thiếu cái bước check progress này thì đấy không phải thực hiện dự án đâu các thầy cô nhé đó bởi vì thực hiện theo dự án học theo dự án là cả một quá trình đấy thì đấy là cái phần project preparation với sáu bước như thế này chưa ạ các thầy cô có thể chụp nhanh lại màn hình nếu các thầy cô muốn đến ạ à, là chúng ta đến giai đoạn thứ hai là project report setup thế thì đến ngày mà chúng ta phải 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 uh, Trình bày dự án rồi thì chúng ta có thể làm cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta nói rõ với học sinh là khi nào chúng ta sẽ phải trình bày. Đúng không ạ? Đấy chính là trong cái giờ học. Looking back project lesson. Đúng không ạ? Cái cách thức thì ví dụ như là lớp học chúng ta có thể uh, kê lại bàn ghế một chút. Đúng không ạ? Cái phần report arrangement thì các thầy có các con report theo cái cách thức như thế nào. Đúng không ạ? Và um, cho các con review lại. Đúng không? Là các cái tiêu chí chấm điểm đúng không ạ các tiêu chí đánh giá thế thì nên nhá tốt hơn nếu mà chúng ta có một cái bảng tiêu chí đánh giá cái bảng tiêu chí đánh giá này chúng ta sẽ phổ biến cho các con trước khi mà các con thực hiện dự án để các con biết nắm rõ là à các con sẽ được đánh giá theo các tiêu chí này thì trong quá trình mà các con thực hiện dự án thì các con sẽ phải làm cẩn thận hơn được chưa ạ đó đấy, đấy là xong cái quá trình đầu tiên nhé Thế bây giờ đến cái giai đoạn là during the project. Thế thì trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 thì chúng ta sẽ có hai loại hình thức thuyết trình, hai loại hình thức project. Cái loại đầu tiên là poster hoặc leaflet presentation. Thì cái loại này là chiếm đa số. Cái nội dung rất là đa dạng đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng chưa yêu cầu các con làm những cái mà phức tạp hơn mà chủ yếu là poster đúng không ạ và cái loại thứ hai đó chính là viết làm kiểu report ví dụ như là unit số 1 là làm một cái survey và unit số 5 là làm một cái research thì các con sẽ thu thập thông tin và báo cáo lại đúng không ạ đấy thế thì nó sẽ có các cái tiến trình khác nhau đúng không ạ đấy thì đây là các cái yêu cầu ví dụ như đối với poster presentation thì các thầy cô yêu cầu là các con chia sẻ cái poster đấy cho các bạn này trình bày xong thì thì nhớ là đứng đấy để các bạn trả lời các câu hỏi đúng không ạ trả lời kết quả của các bạn này và sau đấy là chúng ta sẽ hoàn thành cái phần peer và teacher assessment này đúng không ạ và report thì chúng ta làm tương tự đúng không ạ các con có thể thuyết trình cái bản report thì một số các nơi thì tôi thấy là các thầy cô có thể yêu cầu các bạn ấy làm slide các bạn ấy làm slide để các bạn ý trình bày lại cái phần findings của các bạn đấy đúng không ạ đó, sau đấy là các bạn ấy sẽ cũng trả lời các câu hỏi của người xem đó người nghe đúng không ạ và sau đấy là chúng ta sẽ có phần peer và teacher feedback thì đấy là during the project thế không nhá đấy thế thì trong cái cái phần during the project này ạ um, nếu mà cái phần chúng ta thực hành theo project mà không có cái phần thuyết trình thì cũng không phải là project based learning bởi vì cái sản phẩm của project ấy, ạ, đúng nguyên tắc của nó sẽ là phải được share, được chia sẻ ở một đối tượng rộng lớn hơn, đúng không ạ? Đó. Thì một số lớp thì ngoài sau khi mà các con đã um, thuyết trình xong thì có thể các cái sản phẩm của các con sẽ được trưng bày. Đúng không ạ? Ở một số trường thì tôi thấy là các cái cô còn trưng bày trong các cái festival, đúng không ạ? Hoặc là trưng bày ở các cái bảng tin. Đó, cái ví dụ như cái poster rất là đẹp về bảo vệ môi trường chẳng hạn. Thì hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng những cái poster đó để trang trí ở trong trường, trong lớp học đúng không ạ? đó để nâng cao cái ý thức của học sinh về các cái vấn đề nổi cộng đúng không ạ? đó thì tôi thấy là mình mà áp dụng khéo léo thì cái những cái sản phẩm project này thực sự là rất là tốt đúng không ạ? đấy thì đấy là during the project, thì after the project, đây ạ à, thì chúng ta có thể chấm điểm đúng không ạ? đấy chúng ta có thể có những cái phần peer feedback đúng không ạ? đầu tiên thì chúng ta có thể cho học sinh tự comment về bài của mình Thế thì các con đã học được gì Từ cái quá trình làm project Đúng không ạ? Có những gì mà các con đã đạt được Là con hái peppy Con hài lòng với sản phẩm của mình Có những cái gì mà con chưa hài lòng Đó, thì đấy là cái phần mà mình muốn Cho học sinh reflect, tự reflect Sau đấy thì chúng ta sẽ mời các nhóm Ngồi nghe, thì các bạn sẽ cho feedback Chúng ta có thể phát cho học sinh cái một số các cái tiêu chí feedback như này được chưa ạ đấy nó đơn giản như thế này thôi đúng không ạ? Để cho các con các cái nhóm đấy họ có thể có cái này là nhớ là nên phát trước khi mà các bạn ấy uh, uh, nghe nhé. đúng không ạ? Và sau khi mà các bạn đã nghe xong thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái bài cái uh, criteria như thế này để chúng ta cùng feedback cho các nhóm, đúng không ạ? Và cuối cùng là những nhận xét của cô giáo. Đúng không ạ? Là những nhận xét của cô giáo cô giáo nhận xét theo các cái tiêu chí và đồng thời là cho điểm các con. Đúng không ạ? Thì chúng tôi hy vọng rằng với những cái sự chuẩn bị kỹ càng như vậy đúng không ạ? Và cái phần mà chúng ta làm việc thuần thục các thứ như vậy thì chỉ qua một đến hai project là các con của chúng ta đã thành thục rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể rất là yên tâm để sử dụng cái kết quả của cái phần project cho giờ ví dụ như kỹ năng nói đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái phần mà tôi chia sẻ về phần thực hiện dự án. Đấy. Ok. Thì bây giờ ạ, à, tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô ờ uh, các cái bước thực hiện dự án của unit 1. Đấy, unit đầu tiên. Đó. Thế thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều các cái bước. Và ở đây có cái phần ghi chú này. Là cái bước số 1 và bước số 2 là có thể làm tại nhà. Đúng không ạ? Hoặc là at the end of the communication uh, lesson cũng được. Hoặc là mình giao về nhà. Đúng không ạ? Đấy. Step 3 and 4. Có nghĩa là ở đây là tôi um, không dùng cái thời, thời gian cuối cùng của giờ getting started nữa mà tôi dùng communication nhưng mà nói thật là càng sớm càng tốt các thầy cô khởi động dự án được vào ở cái phần communication cái phần getting started ấy, thì càng tốt đúng không ạ bước 3, bước 4 là có thể làm việc tại nhà một hai là khởi động mà ba bốn là thực hiện thì làm ở nhà đúng không ạ trong đấy là chúng ta có các cái bước để uh, kiểm soát cái tiến độ đúng không ạ và cái bước cuối cùng thì học sinh sẽ làm ở phần looking back lesson thế thì với cái bài số 1 thì tôi sẽ có các bước thực hiện như sau. Đó. Thì tôi cũng có những cái bước khởi động đúng không ạ, hỏi học sinh về cái leisure time activity đúng không ạ? Đấy, vì cái phần survey này ạ là một cái project nó có thể là hơi mới lạ với các con. Thì chúng ta có thể hướng dẫn một cách cẩn thận tỉ mỉ hơn. Chúng ta hỏi trực tiếp các con các cái câu hỏi và chúng ta uh, demo lại cách mà chúng ta ghi cái câu trả lời trên bảng trong cái bảng đó vẽ một cái bảng đó và ghi cái câu trả lời đúng không ạ sau đó thì chúng ta cũng demo cái cách thức mà report lại ví dụ cô đã hỏi ba bạn thế thì hai trong ba bạn nói rằng là các bạn ấy thích nấu ăn trong cái leisure time activity ví dụ như vậy đúng không ạ Đấy, và thường là các bạn ấy sẽ có thời gian rỗi vào cuối tuần Đấy, Có nghĩa là chúng ta demo cái cách mà à, hỏi này cách ghi lại câu trả lời và cách report bởi vì với cái dự án Unit 1 là cái dự án mà nó cũng đặc biệt, rất là hay thế nhưng mà nó sẽ hơi đặc nó đặc biệt hơn một chút, Đúng không ạ? Đấy. Đó, thì đấy là step số 1. Và cuối cùng là chúng ta sẽ yêu cầu các con là đọc một cái phần dự án đấy trong sách thì người ta yêu cầu như thế nào. Bước thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta chia nhóm thành năm cái phần này là chúng ta đã có thể làm từ đầu năm học rồi đúng không ạ? Và nó yêu cầu học sinh là các bác con có thể hỏi các bạn trong lớp hoặc là hỏi các bạn ở ngoài lớp cũng được. Được không ạ? Và sau khi mà các con hỏi xong thì các con hãy dùng các cái bảng hỏi này để ghi thông tin này. Đúng không ạ? Và sau khi đã kết thúc hỏi này thì chúng ta sẽ hướng dẫn các con là cách ghi, ghi cái finding như thế nào. Với câu hỏi 1 thì có bao nhiêu bạn là trả lời vào cuối tuần bao nhiêu bạn trả lời vào trong buổi tối vào buổi tối và chúng ta ghi câu hỏi 2 3 4 5 ở đây và cùng các cái thông tin. Thì cái bước này ạ thì các con có thể làm tại nhà. Chúng ta giới thiệu làm nhanh, giới thiệu cái phần 1 ấy. Đấy là câu cái phần step 1 ấy thì là các con có thể hình dung được rồi. Và step 2, step 3 á thì là các con có thể làm ở nhà, đúng không ạ? Các bạn thì có thể gặp nhau sau giờ học hoặc là giờ ra chơi các bạn làm luôn. Đấy. Step 4, đúng không ạ? đúng không ạ, có thể là chuẩn bị một cái short report thì cũng có thể làm tại nhà một hai thì làm tại lớp ba bốn thì làm tại nhà đúng không ạ, đó. thế thì các bạn ấy có thể viết ra cái report hoặc là chuẩn bị cái report theo hình thức đó oral đúng không ạ và uh, vì mình có nhóm trưởng đúng không? thì nhóm trưởng có thể là thảo luận với các bạn là bạn nào sẽ nói phần gì được không ạ và à, ở đây thì học sinh có thể dùng poster hoặc là dùng slide đúng không ạ với những lớp mà có điều kiện thì các con có thể uh, cho lên slide cũng là một cách đúng không ạ và ở bước cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ mời các nhóm để chia sẻ các cái findings đúng không ạ và các cái nhóm khác cùng cô giáo lắng nghe và chia sẻ cái bạn đúng không ạ đó thế thì với cái các cái bước thực hiện như này nó cũng không quá khó và với các cái phần bài đằng sau đúng không ạ ở các cái bài khác thì hoàn toàn là các thầy cô cũng có thể tương tự các cái bước như này đúng không ạ Đấy và đây cũng đây là tiêu chí cho cái hoạt động cái unit số 1. Đấy, các cái đây là um, tiêu chí để đánh giá unit số 1. Đúng không ạ? Đấy. Project của dự án số 1. Đó. Thầy cô ạ. Được chưa ạ? Đó. Thế thì vừa rồi ạ thì uh, tôi đã chia sẻ với các thầy cô uh, cũng khá là chi tiết uh, một số cách thức triển khai một số các cái bài trong một unit mà tôi thấy rằng từ những cái feedback phản hồi các thầy cô thì các thầy cô vẫn đang băn khoăn đúng không ạ và tôi hy vọng là cái phần này thì cũng là một cái nguồn ideas tham khảo cho các thầy cô để các thầy cô khi mà chúng ta tiến hành những cái giờ học như vậy ở lớp thì chúng ta có những cái lưu ý đúng không ạ chúng ta còn một cái phần bài nữa rất là quan trọng đó chính là sử dụng hệ thống tài nguyên học liệu số trong dạy và học thế thì cái phần này ạ thì chắc là chúng ta cũng sẽ nghỉ ngắn khoảng 5 phút các thầy cô nhé đúng không ạ À, tôi thì tôi thường là không cho nghỉ dài một lúc nhưng mà tôi thường là Xem um, xen kẽ các đợt nghỉ ngắn để cho các thầy cô có những cái hoạt động nó active là để cho có cái năng lượng sau đúng không ạ bây giờ là 10 giờ 28 phút thì um, xin mời các thầy cô chúng ta quay lại vào 11 giờ kém 25 nhá để chúng tôi chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các cái tính năng của uh, hệ sinh thái học liệu số của nhà xuất bản giáo dục ạ cái phần này thì rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp các thầy cô giảm tải rất nhiều cái công việc giảng dạy cho tấm bài của mình thì uh, hẹn gặp lại các thầy cô vào lúc 11 giờ kém 25 bây giờ chúng ta sẽ nghỉ đến 11 giờ kém 25 các thầy cô nhé cảm ơn các thầy cô rất nhiều ạ sau cái giờ nghỉ ngày ngắn ngắn của chúng ta ngày hôm nay vâng ạ à, bây giờ ạ à, chúng ta đã chúng ta đã đi được những cái phần rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay rồi nhé là phần cấu trúc sách này, các cái um, lưu ý này, những cái điểm đặc biệt này à, chúng ta đi vào khai thác một số các cái bài này, các cái lưu ý cho một số các cái bài mà chúng ta vẫn còn đang băn khoăn thắc mắc đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần mà cũng được rất nhiều các thầy cô quan tâm và rất nhiều các thầy cô thích đi ạ đó chính là cái phần về sử dụng hệ thống tài nguyên học liệu số trong dạy và học tiếng Anh GS đúng không ạ? Global Success lớp 8 thế thì um, bây giờ ạ à, chúng ta sẽ cùng nhau chạy qua cái phần này và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có những cái phần uh, trải nghiệm thế thì um, như tôi đã um, chia sẻ với các thầy cô ạ thì um, bộ sách giáo khoa là access success là một trong làm cái bộ sách giáo khoa có một hệ thống hợp phần bổ trợ đồng bộ phong phú và cập nhật nhất tính cho đến thời điểm hiện tại thì cái hệ thống hợp phần bổ trợ này thì đã được sử dụng cho cả học sinh và giáo viên dành cho học sinh thì khi mà các con của chúng ta mua sách với cái thẻ cào chuẩn thì các con sẽ được tiếp cận um, có một cái hệ thống sinh thái học liệu số đúng không ạ với các cái phần và video hướng dẫn và uh, phát âm các con có thể tham dự được các cái lớp học của các thầy cô ở trên học liệu vn đúng không ạ và với học sinh thì khi mà chúng ta có chúng ta cũng nói đến là cái phần sách tham khảo bằng giấy in đúng không ạ thì sẽ có các cái hệ thống sách tham khảo đúng không ạ, có ví dụ như có vở bài tập tiếng Anh lớp 8 hoặc là bài tập phát triển năng lực tiếng Anh lớp 8 thì là những cái phần mà các con của chúng ta có thể tiếp cận, có thể mua được. dành cho giáo viên thì trên trang học liệu vn đúng không ạ thì chúng ta có thể tìm thấy là học liệu cho sách giáo khoa gồm có sách học sinh này, um, sách bài tập này, um, sách giáo viên thì có cái phiên bản ebook đúng không ạ tất cả những cái audio, cd giảng minh họa, giáo án minh họa vân vân, bộ đề kiểm tra thì các thầy cô hoàn toàn có thể truy cập và lấy được ở trên trang học liệu vn. Thế thì tôi sẽ dành cái thời gian nhiều hơn của buổi hôm nay để chúng ta xem đây là cái phần sách tham khảo các thầy cô nhé thế hiện giờ là trong cái hệ thống sách tham khảo cho lớp 8 thì bây giờ ạ uh, riêng với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấy thì uh, cũng không phát hành nhiều đầu sách như hồi xưa. Đúng không ạ? Đây là do yêu cầu của bên phía bộ đúng không ạ? Là chúng ta chỉ có một số các cái bộ tham khảo yếu thôi. Đó. Thì ở cái phần này thì chúng ta sẽ có cái phần vở bài tập tiếng Anh lớp 8 hay là bài tập phát triển năng lực tiếng Anh 8 thì cái này là các thầy cô có thể đặt mua được đúng không ạ? Đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về hệ sinh thái học liệu số được đặt trên học liệu vn thế thì khi mà chúng ta vào cái website học liệu ạ lúc nãy ạ tôi tôi nhìn thấy ở trong phần chat box có một câu hỏi là trường em có một số giáo viên đăng ký tài khoản học liệu rồi nhưng phần mềm đổi thì không hiểu là như nào ạ thực ra là bây giờ là tất cả các thầy cô đều có thể gọi là đăng ký tài khoản miễn phí ở trên học liệu vn và các thầy cô có thể tiếp cận được tất cả các cái nguồn học liệu trên đó nó gồm có học liệu sách giáo khoa tiếng anh này học liệu thông minh này học liệu sách tham khảo và cổng luyện thi thì cái cổng luyện thi này thì sẽ không được cung cấp miễn phí đúng không ạ bởi vì nó là một cái hệ thống riêng đó thì ta sẽ phải mất phí còn tất cả những cái phần kia ta đều có thể Uh, truy cập miễn phí được thầy cô nhé thì khi mà chúng ta vào trang chủ của học liệu số ạ tí nữa tôi sẽ cùng với các thầy cô chúng ta thực hành làm luôn nhé thì chúng ta sẽ thấy màn hình như thế này đúng không ạ nó có rất là nhiều các cái thứ mình có thể uh, bây giờ thì chúng ta chưa ví dụ chưa có tài khoản thì chúng ta cũng có thể vào ngay để xem đúng không ạ đó thì đây là cái màn hình trang chủ đó, với bốn cái khối kiến thức như trên rồi là khi mà chúng ta vào thì chúng ta sẽ thấy cái kho học liệu thì kho học liệu nó sẽ gồm có sách giáo khoa tiếng anh này sách tham khảo này học luyện học liệu thông minh và ngân hàng để kiểm tra ngân hàng để kiểm tra này là một cái nét rất là nổi bật của cái học liệu vn nó sẽ có các cái tính năng như là tạo lớp học quản lý học tập giao bài tập và báo cáo đó đó thì um, cái riêng về cái phần ngân hàng để kiểm tra test bank đó thì nó sẽ có cái giao diện vào như thế này nó sẽ có các tính năng như là tạo đề thi, trộn đề thi, chỉnh sửa ma trận đề hay là thay đổi nội dung uh, câu hỏi. Thì riêng với cái chính sách sử dụng thì hiện nay để chính sách sử dụng như sau, đúng không ạ? Đấy thì giáo viên là có sách mềm này, test bank này, kho học phần bổ trợ tài liệu thông minh và LMS. LMS là phần mềm quản lý học tập. Với học sinh thì các con sẽ được tiếp cận kho học phần bổ trợ đó, các cái video học sinh chỉ được miễn phí video hướng dẫn phát âm, các cái <laughs> học liệu thông minh và cái phần LMS thế thì tôi sẽ dành thêm cái thời gian để chia sẻ với các thầy cô về cái ngân hàng để kiểm tra test bank bởi vì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau um, trải nghiệm trực tiếp ở trên cái phần này đó thì cái phần um, học liệu với ngân hàng để kiểm tra thì nó là một trong những cái hợp phần bổ trợ trên hệ thống học liệu vn bên cạnh các hợp phần khác để phục vụ cho bộ sách giáo khoa tiếng anh global success thì các cái công cụ hỗ trợ các thầy cô trong quá trình nó sẽ hỗ trợ các thầy cô trong quá trình kiểm tra đánh giá học sinh nhằm điều chỉnh liên tục công tác dạy và học. Và đây nó là cái sự kết hợp uh, giữa nội dung chuẩn mực và công nghệ được xây dựng và biên tập kỹ lưỡng từ đội ngũ chuyên gia của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thì um, về mặt nội dung thì các thầy cô cũng sẽ thấy là sự tham dự của rất nhiều các cái thầy cô là chuyên gia đầu ngành về mặt ngôn ngữ từ các trường đại học cũng um, tham gia vào quá trình sản xuất học liệu cho ngân hàng hoặc là uh, và các thầy cô từ um, trường đại học công nghệ thuộc đại học quốc gia hà nội đấy là các thầy cô đã trực tiếp à, tạo nên cái phần này đúng không ạ? cùng với các cái chuyên gia của nhà xuất bản giáo dục việt nam thì chúng tôi cũng đã hy vọng là sẽ mang đến cho các thầy cô một cái hệ thống học liệu vn rất là thuận tiện cái mục đích sử dụng ạ à, của cái phần test banh này thì nó sẽ hỗ trợ các thầy cô trong việc biên soạn để kiểm tra cụ thể là ngân hàng để kiểm tra với số lượng đề lớn có sẵn cho phép thầy cô thay thế từng câu hỏi từ nguồn câu hỏi có sẵn trên hệ thống hoặc là do thầy cô tự tạo ra. Các thầy cô có thể giao bài online tự động chấm điểm, phân tích kết quả làm bài của học sinh à, gửi cái báo cáo cho phụ huynh. Học sinh thì dễ dàng làm đề để luyện tập tổng hợp và luyện đi luyện lại nhiều lần. đúng không ạ? Học sinh của chúng ta thì có cái đặc điểm là có nhiều bạn học sinh thì quên rất nhanh, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà trên cái test bank này à, giúp cho các con có thể luyện đi luyện lại nhiều lần cũng là một cách rất là tốt, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ có Ừ. vâng vâng ạ cái uh, câu trả hỏi của các thầy cô thì các thầy cô nếu mà trong quá trình tôi nói ạ các thầy cô có những câu hỏi nào thì các thầy cô cứ ghi vào trong chat box nhé để tí nữa khi mà cái phần mà chúng ta nói um, chúng ta chia sẻ về các cái feedback hoặc là các câu hỏi thì tôi sẽ uh, tiện giải đáp luôn một lần được không ạ vâng các thầy cô có bất kỳ câu hỏi nào các thầy cô cứ đánh vào chat box các thầy cô nha các tính năng chính này là xem đề mẫu, mẫu từ cơ nàng đề của học liệu, chỉnh sửa và lưu đề, uh, lưu đề mẫu về thư viện kiểm tra của tôi, giao đề kiểm tra cho học sinh, chia sẻ đề cho giáo viên, Tài đề kiểm tra về máy và tự tạo bộ câu hỏi cá nhân, được chưa? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trải nghiệm cái học liệu.vn được không ạ? Um, ạ, tôi sẽ quay trở lại màn hình của học liệu.vn. Um, đây ạ à. rất là mong các thầy cô ạ à, ngay lập tức chúng ta đăng ký luôn một cái học một cái tài khoản học liệu ạ à. chúng ta chỉ mất một phút thôi một phút thôi ạ à. các thầy cô có thể uh, <laughs> đăng ký được tài khoản ạ à. các thầy cô đăng ký luôn được không ạ à? các thầy cô đăng ký luôn được không ạ à? không biết là trong phòng của chúng ta thì có những thầy cô nào ạ à? đã có tài khoản học liệu rồi thì các thầy cô có đánh thể thử đánh và chat box được không ạ? Các thầy cô đánh và chat box số 1, nếu mà các thầy cô đã có tài khoản học liệu ạ. các thầy cô nào đã có tài khoản trên học liệu thì các thầy cô uh, đánh giúp số 1 vào trong chat box được không ạ đấy nhá tôi sẽ đánh tên lại cái đường link nhá để các thầy cô vào nhá các thầy cô khác nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta có thể lập tức đăng ký luôn ạ cái việc mà như này đăng ký là miễn phí và khi mà chúng ta có tài khoản rồi ạ chúng ta sẽ không cần chúng ta sẽ đi dạy cũng nhàn lắm bởi vì là chúng ta có thể download được cái ví dụ như là học liệu sách giáo khoa là các thầy cô có thể download xuống máy tính của mình đúng không ạ và chúng ta đi dạy để chúng ta sử dụng offline được đúng không ạ đó thế thì các thầy cô hãy đăng ký một tài khoản nhé khi mà đăng ký ạ sẽ có đăng ký bằng google này đăng ký bằng facebook này đăng ký bằng zalo đăng ký bằng email hoặc là tên đăng nhập thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần tài khoản của tôi tôi sẽ đăng nhập ạ đây ạ vâng thế thì đầu tiên ạ là chúng ta sẽ cùng nhau tạo lớp học được không ạ các thầy cô ơi nếu mà thầy cô nào mà có tài khoản thì tôi cũng rất là mong các thầy cô vào tài khoản của mình để chúng ta cùng nhau uh, thực hiện một số các cái tính năng cơ bản ở trên này được không ạ thế thì khi chúng ta vào cái trang như thế này thì các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều các cái thanh công cụ ở trên đây là kho học liệu này đây là lớp học này được chọn rất nhiều các lớp học này đây có báo cáo này đó đây là phần học liệu của tôi này. Đó, đây là cổng luyện thi này và đây là các hướng dẫn sử dụng. Thế thì chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái phần hướng dẫn sử dụng này và nó sẽ có hướng dẫn sử dụng cho các cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như là với giáo viên thì có hẳn 18 cái video clip hướng dẫn sử dụng. Đó, thế thì tôi sẽ quay trở lại màn hình chính và tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái phần và hay nhất đúng không ạ cái phần mà quan trọng nhất của chúng ta là lớp học ạ tôi sẽ tạo lớp học ạ tạo một lớp học ở trên này bởi vì để tí nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các tính năng khác thì chúng ta liên tục có cái chức năng giao bài thế thì chúng ta sẽ cùng tạo một cái lớp học ở trên này đúng không ạ chúng ta vào đây ạ thì chúng ta tạo một lớp mới các thầy cô làm theo tôi nhé đó nói chung là nếu mà các thầy cô không làm theo tôi các thầy cô vào hướng dẫn các thầy cô làm được hết các thầy cô ạ, các thầy cô yên tâm là trong hướng dẫn này này, tất cả các tính năng đã được hướng dẫn rồi. Tôi sẽ tạo lớp mới này. Lớp học của tôi ạ là lớp 8 C. Đúng không ạ? Khối lớp là khối lớp 8. Năm học của tôi ạ. Đây ạ, năm này. Xác nhận. Đúng không ạ? Là tôi đã có một lớp học Như vậy là danh sách lớp 8 C của tôi ạ đã có. Tôi sẽ click vào lớp 8C để tôi add thêm học sinh và add thêm giáo viên. Ở đây nó sẽ có bảng tin cho lớp học. Tên của tôi là đây rồi ạ. Bài tập thì tôi chưa giao được, bài kiểm tra tôi cũng chưa giao chấm bài chưa có bởi vì đây là lớp học mới. Báo cáo thì cũng chưa có nhưng tôi sẽ add thành viên vào ạ. Add các thành viên vào lớp học ạ. Được chưa ạ? tôi sẽ thêm học sinh. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ có hai loại học sinh. Một loại học sinh là chưa có tài khoản học liệu. Có thể là các em này chưa mua sách. Đúng không ạ? Cho nên là các em ấy chưa có tài khoản trên học liệu. Và một loại học sinh nữa là đã có tài khoản học liệu. Có nghĩa là các em đã có thẻ cào và các em cào. Đúng không ạ? Và các em vào được có một cái tài khoản học liệu rồi được chưa ạ thế thì cả hai học sinh này thì tôi đều có thể ép vào lớp bây giờ tôi ép cái người chưa có tài khoản nhé đây ạ à. đây ạ à. thì tôi có thể gõ hoặc dán danh sách họ và tên và ấn enter đó nào đó tôi nhập mật khẩu cho em đó và tôi thêm tôi click thêm đó, thì tôi đã thêm học sinh thành công. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta ra đây, các thầy cô sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy này họ và tên này. Tên đăng nhập của em đấy là gì này và mật khẩu. Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có thể tải xuống, tải xuống là đi chúng ta share thông tin cho em đó. Được chưa ạ? Đóng lại. Tôi thêm một học sinh nữa. Nếu mà học sinh đã có tài khoản học liệu, mình click vào. Đúng không ạ? Mình có thể dán cái tên đăng nhập của em, em ấy sẽ thông báo cho mình khi các em ấy có tên để mình dán vào đây và mình thêm. Thế nhưng mà tôi bây giờ tôi học sinh của tôi là hiện giờ là chưa có tài khoản học liệu tôi dán thêm một em nữa. Dạ. Yeah. Cái mã số của tôi ạ. Đấy, là tôi thêm. Rồi ạ. Đó, là thêm học sinh thành công. Như vậy ạ, là lớp của tôi đã có hai bạn, đã có hai thành viên. Nếu mà tôi muốn thêm giáo viên ạ, à, thì tôi bấm thêm giáo viên vào đây. Và các cô giáo viên, ví dụ như là cùng tổ bộ môn tiếng Anh chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng tôi cùng dạy một lớp, đúng không? Hoặc là giáo viên khác nếu mà có tài khoản học liệu rồi, thì tôi chỉ cần dán, đúng không ạ? Mời giáo viên tham gia lớp học bằng tài khoản email thôi chúng tôi đánh một cái người bất kỳ vào đây email của người ta và chúng tôi mời và người đấy chấp nhận lời mời thì họ sẽ join đúng không ạ đó thì như vậy là lớp học của tôi lớp 8 đúng không ạ và lớp lớp 8 c của tôi ạ à, ở đây ạ à, nó đã hiển thị ở trong hệ thống của tôi lớp 8 c là có hai học sinh và một giáo viên và giáo viên chủ nhiệm là ai được chưa ạ rồi ạ à. thế bây giờ chúng ta sẽ có một lớp học rồi ạ à. chúng ta đến vào và quay trở lại kho học liệu tôi vào cái phần sách học sinh chẳng hạn nhé, đúng không ạ? tôi vào bài Leisure time số 1 đó, thì cái phần này ạ, à, tôi cũng chia sẻ với các thầy cô luôn là đây ạ à, tất cả những cái nút này này, các cô này là nút giao bài, nút giao bài ví dụ như là tôi dạy xong một cái bài getting started rồi, tôi uh, muốn học sinh chuẩn bị trước cũng được một cái bài gì đấy thì tôi ấn giao bài các thầy cô ạ những mũi tên này là ấn mũi tên giao bài đây ạ lớp 8 c của tôi tôi giao cho cả lớp đấy nếu mà các thầy cô muốn giao cả lớp thì giao còn không có thể giao cụ thể từng em một nhưng tôi giao cả lớp đi đó giao cả lớp này hình thức này là luyện tập đúng không ạ thời gian nộp là các em ngày mai đi đúng không ạ rời gian ngày giờ nào và thôi cho các em đến tối vì các em đi học về xong rồi các em làm xong rồi các em nộp cho cô vào lúc bảy uh, rưỡi đi đúng không ạ và tôi kích giao đó thế thì như vậy đúng không ạ và khi mà các con của chúng ta bắt đầu làm cái bài này thì cái phần báo cáo đây này, này nó sẽ xuất hiện này đây này chính là cái phần mà chúng ta giao bài rồi các con làm thì sẽ có báo cáo đây chính là cái nút màu xanh này chúng ta click vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy báo cáo bây giờ thì chưa có ai làm thế cho nên là không ấy được đúng không ạ chứ không báo cáo chứ còn bình thường chúng ta làm xong thì có báo cáo các cô nhá như vậy là đã giao rồi được chưa ạ đấy thế bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm nha tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô một số các cái tính năng cơ bản ở trên sách giáo khoa này thực ra ấy, là lúc nãy mà trước giờ vào cái giờ học vào giờ tập huấn của chúng ta ấy, thì là bên nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng có chia sẻ cái video ấy thì trên đấy họ cũng nói rất là nhiều về các cái tính năng của cái uh, sách mềm này rồi đúng không ạ và các các học sách mềm trên học liệu nhá còn về sau cái sách mềm vn là sẽ không còn ở đâu có thể cô nhá cho nên là các thầy cô hãy tạo một cái tài khoản trên học liệu vn để chúng mình có thể uh, tiếp cận được các cái nguồn tài nguyên miễn phí đúng không ạ nó có một số các tính năng ví dụ như là cái tính năng ghi chú này đúng chưa ạ tính năng dịch này dịch là chúng ta có thể bấm vào bất kỳ đâu đó là như vậy là các con của chúng ta có thể học hiểu nghĩa được đúng không ạ đấy dịch nhá tính năng đèn pin này đèn pin để chúng ta soi chúng ta có thể soi vào từng phần để các con pay attention đúng không ạ đây ví dụ như đây soi vào cái tranh ảnh này để chúng ta dạy đúng không ạ hoặc là đây chúng um, tính năng phóng to thu nhỏ đây là tính năng thu nhỏ đây là phóng to tính to đúng không ạ đấy và <laughs> Đây ạ, à, chúng ta click vào từng cái bức tranh một thì các bức tranh này nó sẽ hiện ra rất là rõ. Thì các thầy cô có thể dùng cái này để đi dạy luôn, đúng không ạ? Và có tất um, đều có audio đúng không ạ? Hi Chang, surprised to see you. What brings you here? Được chưa ạ? Đấy, đọc từng câu. Đúng không ạ? Đây là đọc từng câu. Oh, hello Tom. I'm looking for a knitting kit. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta đọc từng câu. A knitting kit? Đúng không ạ? Đúng không? I didn't know you like knitting. Đúng Actually, I'm keen on many DIY activities. Đó, rồi ạ. Tiếp đến ạ. Đây ạ, các bài tập. Đúng không ạ? Bài tập thì các thầy cô có thể... Uh, đây, lúc nào cũng có cái hiện ở bên trái này. Đúng không ạ? Đây ạ. Đây ạ, phóng to, thu nhỏ, rồi đáp án. Đúng không ạ? Đáp án của... Đây ạ, show đáp án. Đó. Đấy. Ở bên này ạ, bên phải, góc bên phải thì chúng ta sẽ có cái gạch ba chấm này chúng ta mở lên ạ thì chúng ta có ví dụ như đây là có hoạt động từ vựng từ vựng khi nào mà các thầy cô click vào ạ thì nó ra thích tần tật như này chúng rất là dối đúng không thế nhưng mà các thầy cô có thể đầu tiên ạ đây là các cái bước giảng dạy từ vựng nhá giảng dạy từ vựng chứ không phải chúng ta viết luôn và chúng ta dạy luôn đâu mà thường chúng ta dạy như này đầu tiên là chúng ta chỉ có audio thôi chúng ta tắt hết các cái tính năng khác đi cho học sinh nghe cái từ đấy trước DIY, do yourself. Đúng không ạ? DIY do it yourself. Đấy, nghe trước, sau đấy là cách viết. Đúng không ạ? Đây là cách viết. Sau đấy là nghĩa. Đúng không ạ? Và sau đấy là nó có một số cái đặc điểm ngữ âm đặc biệt thì chúng ta dùng cái biểu tượng phonetics. Đúng không ạ? Và có các ví dụ. Được chưa ạ? Đó. Thì hoàn toàn là đây là họ sâu ra tất cả và các ví dụ vân vân thế nhưng mà các thầy cô có thể tắt đi và chúng ta sẽ làm từng bước, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ cần click vào làm từng bước rồi. Đấy là ok. Thấy cô ạ, xong lại chuyển sang cái từ khác. Ví dụ như vậy nhá. Đấy là phần glossary này. Tiếp đến này, có cái phần PDF gạch vào đây và xong sách học sinh. Đấy, chúng ta muốn xem lại sách học sinh cái phần bài dạy đấy thì chúng ta click vào. Được chưa ạ? Đó. Hoặc là chúng ta muốn teacher guide. Đây, teacher guide cho tiện sử dụng thì chúng ta click vào. Đúng không ạ? Đấy. Thì nó có những cái tính năng như vậy đúng không ạ thì các thầy cô <laughs> chúng ta xem ngoài ra ạ thì tôi cũng chia sẻ với các thầy cô cái này thì tôi nghĩ là cũng hay này đây ạ cái phần video nhé video phát âm nhé thì đây là bên nhà xuất bản các nhà xuất bản nước ngoài họ làm riêng cho bộ GS đó ví dụ như bài 1 này là âm u và âm u thì nó sẽ có một cái video để hướng dẫn

Uh, and ooh. Let's start with the vowel uh. To pronounce this sound, lift the back of your tongue a bit. At the same time, slightly open your mouth, round your lips a little and keep your lips relaxed. Đấy, các thầy cô thấy không Đấy, Cái phần video nó cực kỳ là chất lượng. và cái phần video này là người ta làm riêng cho bộ GS chứ không phải là cái bộ đại trà YouTube đúng không ạ mà cái phần này ạ là mình hoàn toàn là mình có thể bản thân giáo viên cũng có thể học được từ những cái bộ series này đúng không ạ là chúng ta học các kiến thức về các thành ngữ âm đúng không ạ và sau đấy là chúng ta mang cái kiến thức đó để dạy học sinh hoặc là chúng ta giao cho các con đúng không ạ là trước giờ ở close group one thì các con xem cái video clip này cho cô bởi vì ở trong ở thời gian của chúng ta ở cái phần ở close group one cho cái phần pronunciation này nó cũng chỉ khoảng 15 phút thôi nó không nhiều thế cho nên là chúng ta cũng động viên học sinh là chúng có các con vào là các con có thể học cái video này được chưa ạ đấy thế thì nó rất là tiện lợi đúng không ạ thì đấy là cái phần về học liệu sách giáo khoa nhé tôi cũng không có nói nhiều với các thầy cô về cái này đúng không ạ để các thầy cô có thể nắm được ngoài ra ấy ạ như tôi đã chia sẻ với các thầy cô á là ở các cái hoạt động mà giao tiếp nói đúng không ạ thì chúng ta có cái tính năng là có tính năng là 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 đấy ạ đây, ví dụ như này nó có cái tính năng là ghi âm tôi thấy rất là hay bởi vì khi mà chúng ta bật cái nút này lên đúng không ạ thì các con của chúng ta được ghi âm và sau đấy chúng ta có thể bật lại cái phần mà các con nói để các chúng ta cùng phân tích để các con có thể nhận ra được là các con đã giao tiếp đã giao tiếp một cách gọi là có hiệu quả chưa. Đúng không ạ? Đấy thì cái phần này để chúng mình có thể tận dụng trong cái quá trình chúng mình đi dạy. Tất nhiên là khi mà chúng ta là giáo viên thì cái việc của chúng ta ví dụ như kể cả không có các cái phần technology thì chúng ta vẫn phải dạy được. Đúng không ạ? đấy là cái phương pháp giảng dạy của chúng ta là chúng ta rất là chắc thế nhưng mà hiện giờ ạ, cái sự phát triển của cái công nghệ nó rất là như là vũ bão ở trên thế giới rồi thì cái việc mà nếu mà chúng ta có thể tận dụng được cái phần technology ở trong giờ học thì cũng rất là tốt đúng không ạ đó tiếp đến ạ bây giờ ạ tôi sẽ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các cái phần khác nhé rồi ạ ở đây ạ thì đấy là phần sách học sinh bây giờ chúng ta click vào sách bài tập thay vì bởi vì bây giờ chúng các con của chúng ta sẽ không có đáp án ở trong sách bài tập nữa đúng không ạ thì hoàn toàn chúng ta có thể tận dụng để dùng cái sách bài tập đấy như một cái nguồn tài liệu để giúp cho các em luyện tập và nếu mà chúng ta đã tạo được một lớp học ở trên này rồi thì chúng ta vào sách bài tập bây giờ cô muốn các con <laughs> làm cho cô các cái bài tập ở trong này bây giờ cô nhá đây đây là bài tập về khó suốt này Đó, rất là hay đúng không ạ đây đã số hóa như thế này rồi Thế thì bây giờ cô muốn giao cho các con bài tập này về nhà Đúng không ạ? Thì các thầy cô nhớ không ạ? Chúng ta có thể giao cả phần Đúng không ạ? Cả một cái phần bài này Các con có thể giao cho các con về nhà Hoặc là các thầy cô giao cho từng bài một Đúng không ạ? Ví dụ như bạn này Bạn ấy chỉ giỏi, bạn ấy lại yếu cái phần này Thì các cô chỉ giao phần đấy thôi nếu mà muốn Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn là giao cả nhóm Cả một đống như này Hoặc là giao từng bài, bây giờ tôi giao một bài thôi nhá <laughs> Đây ạ Tôi sẽ giao cho lớp 8C không nhưng tôi sẽ không giao cả lớp đâu tôi thấy là một bạn ở trong đấy một hai bạn là chưa 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 nắm được thôi thế thì bây giờ tôi sẽ giao một bài này giao cho lớp 8c lớp 8c thì có bây giờ hiện giờ có hai học sinh mà bạn này hoa này này bạn ấy hơi yếu tôi sẽ giao cho bạn ấy đúng không ạ luyện tập mà chỉ một học sinh thôi thế thì hoa về tối nay sẽ làm bài cho cô nhá đúng không ạ và tối nay sẽ nộp lại cho cô bài vào lúc 8 giờ tối đấy ạ đấy các con làm trước 8 giờ tối thế thì sau đấy là các con cứ làm thôi và như vậy là chúng ta sẽ nhận được câu trả lời luôn ở trên máy đấy mình sẽ có luôn báo cáo mình có gửi luôn cho bố mẹ ở trên phần mềm luôn đúng không ạ đấy hoặc là mình giao cả lớp xong rồi mình gửi report cho cả cả bố mẹ tất cả các bố mẹ đúng không ạ đấy thì trong cái phần sách bài tập này thì các em cô cũng có thể giao ở trên học liệu được thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần đây ạ rồi Và các hợp phần bổ trợ ạ Trên trang học liệu.vn Thì các thầy cô sẽ thấy là audio này Kế hoạch dạy học, bài giảng điện tử, giáo án minh họa, ngân hàng để kiểm tra, video tiết dạy minh họa, video hướng dẫn phát âm, tài liệu tập huấn, rồi sách giáo viên. Sách giáo viên, được chưa ạ? Đấy. Thì các thầy cô click vào các thầy cô muốn cái tài liệu gì. Nhưng mà bây giờ thì người ta không cung cấp cho mình sách giáo viên bản uh, ebook đâu. Mà sẽ phải là bản, à, tức là có thể download tại máy đâu mà chúng ta sẽ phải sử dụng bản ebook đúng không ạ? Chúng ta download nó offline thì chúng ta sẽ xem được luôn. Đúng không ạ? Các cái bài giảng điện tử. Thì tôi thấy là cái phần bài giảng điện tử năm nay ạ cũng tốt hơn. Đúng không ạ? Chi tiết hơn. Đấy, chi tiết hơn rất là nhiều. Đó các thầy cô thấy là các thầy cô chuyên gia cũng rất là cố gắng trong hình ảnh các thứ rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Rất là làm là, làm cũng khá là cẩn thận. Tất nhiên là không thể là hợp với nhu cầu của tất cả các thầy cô của chúng ta ngồi trang đây được mà chúng ta sẽ phải download xuống và chúng ta chỉnh sửa đi đúng không ạ? Đó cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Có những, học, những những lớp học sinh thì rất là giỏi đúng không? Có những lớp học sinh thì yếu hơn. Thế thì chúng ta dựa vào cái khung giáo án này là chúng ta có thể thay đổi được đúng không ạ? Đó. Đấy là các cái hợp phần bổ trợ nhá. Tiếp đến ạ, à, đây là học liệu thông minh nhá, học liệu thông minh ạ. À. Đây ạ, à, tôi sẽ vào học liệu thông minh. Tính anh tám cũng là gọi là các thầy cô sẽ được cung cấp miễn phí. Thế thì cái học liệu thông minh này ạ, à, tại sao được gọi là thông minh? Bởi vì nó sử dụng một cái tính năng của AI có nghĩa là học sinh sẽ làm bài và dựa trên kết quả làm bài thì cái máy này nó sẽ phát hiện ra là học sinh đang yếu cái gì và nó sẽ gợi ý thêm các cái bài tập bổ trợ để giúp cho học sinh phát triển cái kỹ năng mà còn yếu. Thì đấy là nó thông minh ở cái phần đấy, đúng là nó theo cái adaptive learning là học tập thích ứng. Đúng không ạ và cái phần học tập và cái phần um, học liệu thông minh này ạ Thế viết uh, dựa trên chương trình của sách giáo khoa tiếng Anh 8 Global bộ success có phần cơ bản và có phần nâng cao các cái câu hỏi các cái dạng bài tập ạ thì nó sẽ theo các cấp độ khác nhau nhận biết thông hiểu vận dụng vận dụng cao đó và nó có uh, rất là nhiều các bài tập và nó sẽ được update cái số lượng bài tập theo mỗi năm và ở đây thì một lần nữa các thầy cô sẽ nhìn thấy các cái mũi tên như thế này Đúng không Các mũi tên như thế này ạ à, là để chỉ là chúng ta có thể giao bài. Bây giờ tôi giao ví dụ như tôi giao bài grammar này. Tôi click vào cái phần giao bài, tôi giao cho cả lớp 8C này. Đấy, tôi giao cho cả lớp luôn. Đấy cho các lớp thực luyện tập đúng không ạ? Thì uh, tối ngày mai các con sẽ nộp lại cho cô vào lúc ờ uh, uh, 8 rưỡi, 7 rưỡi tối đi, đúng không ạ? Tôi lưu lại. đã thế là tôi đã giao được cái bài tập về cả cái phần bài grammar rồi và đây là cái biểu tượng để khi mà các con làm thì tôi sẽ nhận được report có điểm luôn có feedback luôn đúng không ạ có điểm để gửi cái phân tích các thứ report cho các bố mẹ ví dụ như vậy đó thì đấy là cái um, học liệu thông minh đấy học liệu thông minh thì ngoài cái việc mà chúng ta giao bài cho các con trên uh, sách bài tập này thì chúng ta có thể sử dụng cái học liệu thông minh này để giao bài cho các con đúng không ạ nó rất là tốt đúng không ạ với cái học liệu này là viết mất công lắm các thầy cô ạ và tôi thấy là cái đội ngũ mà làm những cái trên học liệu vn này này nó chịu khó vô cùng 11, 12 giờ thì vẫn thấy các thầy cô và cùng đội ngũ chuyên gia là học Đấy, tôi cũng ở trong cái nhóm phải viết những cái tài liệu này cho nên là tôi biết 11, 12 giờ đêm vẫn còn đang ngồi họp họp suốt từ 8, 9 giờ tối đó và hầu như là vì ban ngày là đều đi làm thế xong buổi tối là phải ngồi họp nhóm đúng không ạ để triển khai các công việc tiếp theo thế cho nên và có rất là nhiều vòng thẩm định chứ không phải là ừ, viết mỗi ra cái là giao luôn đâu đúng không ạ đấy có cả thẩm định nàng hoàng đấy thì đấy là cái phần về học liệu thông minh trong cái phần của mình nữa có một cái nữa là học các học liệu giáo dục khác thì nó có vở bài tập tiếng anh lớp 8 đúng không ạ hồi xưa đó các thầy cô có thể dùng đúng chưa ạ đấy thế thì một cái nữa mà tôi muốn chia sẻ với các thầy cô đấy chính là cái test bank ngân hàng để kiểm tra cái này là các thầy cô quan tâm lắm đúng không ạ khi mà thầy cách đây nhá các thầy cô nhá ngân hàng để kiểm tra này các thầy cô kéo xuống chỗ phần bổ trợ này các thầy cô sẽ bấm vào ngân hàng để kiểm tra ở đây đây ạ đây là ngân hàng để kiểm tra ngân hàng để kiểm tra này thì đây là ngân hàng để kiểm tra của học liệu ạ. nó có cái bên, bên trái này này là các thầy cô sẽ biết là đây là cái thuộc loại gì đây là ngân hàng kiểm tra của học liệu có nghĩa là các cái đề kiểm tra mẫu được chưa ạ thư viện đề kiểm tra của tôi đề kiểm tra của tôi này, thì tôi đã có một số các cái phần đề. Ví dụ như tôi thấy cái ngân hàng đề nào tôi thích, cái đề nào tôi thích tôi có thể mở lên, tôi có thể thay đổi và sau đấy tôi xếp vào cái thư viện đề kiểm tra của tôi. Đấy, đây tôi cũng có một số các chưa có câu hỏi nào tí nữa mình sẽ xem nhá. Đó, chúng ta sẽ tự tạo. Thế thì bây giờ ạ, à, chúng ta vào ngân hàng đề của học liệu này. Tôi xem cái đề đầu tiên các cô nhá. Rồi ạ, à. thế thì khi mà chúng tôi đây ạ, à, khi chúng ta click vào, các thầy cô làm theo tôi được thì tốt ạ. À. Còn không thì sẽ có video hướng dẫn. Đây ạ, à, đây ạ, à, đề 15 phút là nó có dạng như này. Nếu các thầy cô muốn xem ma trận đề thì các thầy cô click vào ma trận đề. Đó, thì các thầy cô sẽ biết là các tỷ lệ phần trăm nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận động cao là như thế nào. Các phần có bao nhiêu bài, bao nhiêu câu hỏi thì nó thể hiện rất rõ ở cái phần ma trận đề. Đó, đó. Đấy, cấu trúc đề. Đây ạ, mình click vào. Cấu trúc đề nó hiện ra đây. Được chưa ạ? Đó. Các thầy cô muốn uh, chỉnh sửa nhé. Đây ạ, tôi muốn chỉnh sửa. Tôi thấy là mấy cái câu này có thể là học sinh của tôi bị làm rồi. Thì tôi click vào chỉnh sửa. Đó. Chỉnh sửa thì mình có thể đổi cả nhóm câu hỏi. Ví dụ như đổi tất cả các câu hỏi trong phần Language Drama. Thì mình click vào đổi nhóm câu hỏi nếu mà chúng tôi muốn đổi từng câu hỏi một thì tôi sẽ click vào từng đổi câu đổi câu này khi click vào đổi câu ạ người ta sẽ hỏi mình là mình muốn đổi đây đây là các cái câu hỏi mà người ta có thể đổi cho mình đúng không ạ đây tôi đến cái ví dụ cái này đi nhỉ đây đấy. thì tôi xác nhận đấy thì như vậy là cái phần này của tôi câu hỏi đã được đổi đấy đã được đổi hoặc nếu mà tôi muốn đổi cả nhóm câu hỏi thì tôi đổi. Đấy, đổi cả nhóm câu hỏi thì mình click vào thì nó sẽ có các cái nhóm câu hỏi như thế này và mình áp dụng luôn. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Thế thì tôi đổi xong thì tôi sẽ lưu. Tôi lưu ạ. À? Tôi lưu vào đâu ạ? À? Tôi lưu nó sẽ ra cái thư viện đề của tôi, tôi lưu vào. Được chưa ạ? Đấy. Thế thì khi mà có đề kiểm tra này, tôi có thể giao đề. Tôi có thể chia sẻ với giáo viên khác trong tổ. Tôi có thể tải xuống dưới dạng PDF để cho học sinh làm tại lớp. Được chưa ạ? Mà khi mà tải xuống thì cái dạng bài kiểm tra cũng rất là đẹp đẽ rồi. Hoặc là tôi, các con của chúng tôi ở cái vùng có điều kiện có thể vào Internet làm bài được, thì tôi click giao đề. Được chưa ạ? Tôi tải xuống nhé. Đây ạ. À, đây tôi đang tải xuống đây. Đây ạ. À, đang tải xuống đây ạ. Đấy, như vậy là tôi đã có một cái folder bài kiểm tra 15 phút test 1 đúng không ạ? Đấy, đấy là tôi đấy. Còn nếu mà tôi muốn giao đề, tôi giao luôn. Đúng không ạ? Đề kiểm tra chọn lớp 8C. Đúng chưa ạ? Đấy. Tất cả lớp này hình thức kiểm tra 15 phút, đây các kiểu câu hỏi 20 này. Số lần luyện tập là các con chỉ làm bài kiểm tra cho nên một lần thôi. Có được xem điểm và đáp án không? Đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn cho chỉ xem điểm thôi Đấy, và mở đáp án vào lúc nào xem điểm xong đúng không ạ các con chúng ta khi con làm xong này có điểm có nghĩa là chúng ta đã nhận được báo cáo rồi thì có thể cho các con xem đáp án cũng ngày đấy làm xong thì xem đáp án được đúng không ạ mở đáp án lúc giờ ngày nào và giờ nào ví dụ như là chúng ta giao vào lúc 7 giờ mở đề vào lúc 7 giờ đúng không ạ thời điểm mở đề này cũng là ngày 11 ngày 11 này hôm nay này mở đề vào lúc à, 8 giờ tối này thời hạn nộp bài cũng là ngày hôm nay và sẽ <laughs> nộp sau 15 phút mà 15 phút này đúng không ạ chỉ xem điểm này mở đáp án cho các con đúng không vào 8 rưỡi thế thì chúng ta xác nhận À ok đây. đây, 8 giờ tối chúng ta xác nhận ạ. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã giao đề thành công. Và sau khi các con làm bài xong là chúng ta ngay lập tức đã nhận được báo cáo ngay. Đúng không ạ? Đấy. Thế chúng ta quay lại. Đấy. Thế là đề kiểm tra của tôi <laughs> vừa có thêm một đề lúc nãy đấy. Đúng không ạ? Một đề lúc nãy là tôi vừa mới uh, cho vào đây rồi. Đúng không ạ? Đấy đó các thầy cô thấy chưa ạ thì rất là tiện lợi ấy, rất là tiện lợi luôn đấy. thì nếu mà các thầy cô muốn uh, đấy là những cái đề có sẵn sau đấy là chúng ta thay đổi đi và chúng ta uh, xếp vào cái thư viện đề của, của tôi này bây giờ các thầy cô muốn là xem đề kiểm tra đã giao thì đây tôi vừa mới giao đề kiểm tra này cho nên nó sẽ hiện luôn vào trong cái phần đề kiểm tra đã giao như vậy là chúng ta sẽ không bị trùng đúng không chúng ta sẽ không bị trùng lập cái đề này đúng không ạ nhưng bây giờ tôi muốn tự viết câu hỏi cơ đấy tôi, tôi tự viết câu hỏi để tôi thay thế vào các cái đề có mẫu cơ đúng không ạ ở trên đấy thì chúng ta có thể sửa đề thế thì chúng ta thay vì dùng các câu hỏi mẫu thì chúng ta có thể tự viết câu hỏi thế thì tôi viết câu hỏi nha thế thì tôi tạo mới này đây ạ đây tạo mới này thêm câu hỏi này thế thì câu hỏi của tôi thì nó có thể có rất là nhiều ví dụ như câu hỏi thích câu hỏi trắc nghiệm thì tôi làm trắc nghiệm ở đây là chủ yếu các câu hỏi trắc nghiệm nhá Đúng không ạ? Nhận biết thông hiểu vận dụng cao. Ngữ pháp từ vựng âm ngữ pháp, đúng không ạ? Kiểu câu trả lời một đáp án hay là đây đây tạo cái câu trả lời chắc hỏi trắc nghiệm. Đây nha, ví dụ ạ. Nhập tiêu đề câu hỏi là grammar này. Đúng không ạ? Unit 1. Đúng không ạ? Dạ. Đây ạ. Thêm câu hỏi này. Đấy nhá, nhập câu hỏi này. Đấy, đấy, thì chúng ta sẽ nhập các câu nội trả lời đúng vào đây. Đây, cái câu này là câu đúng rồi thì chúng ta có cái phần màu xanh tích này là câu đúng này. Mình cũng muốn thay đổi cũng được nhá, muốn cái nào đúng thì đúng. Đấy, thế đây có nghĩa là tôi viết các cái lựa chọn vào đây. Được chưa ạ? Tôi muốn viết giải thích không? Đấy, ví dụ tôi viết giải thích là enjoy này. Cộng với này, doing something này. Được chưa ạ? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ lưu. Viết xong một câu thì chúng ta lưu. Đúng không ạ? Lưu cho nó uh, cẩn thận, an toàn. Sau đấy thì chúng ta sẽ thêm câu hỏi. Đó, thêm các câu hỏi thì các thầy cô viết tương tự. Đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ xem cái câu hỏi vừa viết nó sẽ ở đâu nhá. Đây câu hỏi tôi vừa viết thì nó sẽ hiển thị ngay ở trong bài này của tôi rồi. Đây, trong cái thư viện của tôi và có câu hỏi. Và khi mà chúng ta vào ngân hàng đề của học liệu thì chúng ta có thể đổi câu hỏi bằng lấy câu hỏi của mình tự tạo thay vào cái đề của học liệu. Đấy, thế thì đấy là các cái tính năng cơ bản. Đúng ạ, chúng ta đã đi qua này, tạo lớp học này. Chúng ta đã đi qua cái phần mà đi vào các cái tính năng cơ bản của cái Uh, sách giáo khoa này, sách bài tập, sách học sinh sách bài tập này, tạo đề như thế nào này, giao đề ra làm sao này thì đấy là cái mà chúng ta rất là thường dùng, đúng không ạ? Mà giáo viên thì nói thật với các thầy cô, các giáo viên tiếng Anh thì tôi cũng không lo về cái việc công nghệ đâu, bởi vì các thầy cô rất là nhanh nhạy trong cái việc mà nghiên cứu và sử dụng công nghệ, đúng không ạ? Nếu mà có điều kiện thì các thầy cô chắc chắn là sẽ sử dụng công nghệ, đúng không ạ? Đấy và chỉ có mong là các thầy cô hãy vào cái tại cái học liệu vn á mà tạo một cái tài khoản cho mình bởi vì thực sự là chúng ta chỉ cần làm một lần thôi đúng không ạ chúng ta chỉ cần là tạo danh sách lớp một lần thôi thì từ lần sau chúng ta vô cùng nhàn đúng không ạ chúng ta rất là nhàn đúng không ạ đặc biệt là các thầy cô dạy mà ở những cái vùng mà um, có điều kiện ấy thì cái việc mà trên học liệu vn này ấy, là các thầy cô cũng giảm tải được cái công việc rất là nhiều đấy còn thầy cô ở những cái vùng khó khăn thì nếu mà các thầy cô chưa có thể sử dụng với học sinh của mình Um, chưa có điều kiện để cập nhật nhiều nhưng tôi nghĩ là cũng sẽ đã, đã cái nền tảng của chúng ta từ cái đồi hồi dịch ấy, vẫn vẫn là có ấy. thì chúng ta cũng có thể bắt đầu triển khai cái phần này tại lớp của mình được đúng không ạ hoặc là ít nhất là các thầy cô cũng có thể download là được những cái phần tài liệu mà quan trọng mà các thầy cô cần đúng không ạ những cái này thì đều có thể download được xuống ở trên máy đúng không ạ và ở đây nó có các cái hướng dẫn đúng không ạ ví dụ hướng dẫn mà các thầy cô muốn là hướng dẫn uh, đây hướng dẫn dành cho giáo viên này, tạo tài khoản ra làm sao này, hướng dẫn lưu đề chia sẻ để kiểm tra giao đề này, xem danh sách vân vân các thứ, tạo và chia sẻ bộ câu hỏi. Đó, vân vân thì các thầy cô hoàn toàn đúng không ạ? Đấy. Là có thể vào đây để đọc các cái hướng dẫn này. Rất là cẩn thận đúng không ạ? Đấy. Rồi ạ. Đấy, các thầy cô thấy không ạ? Đấy hướng dẫn sử dụng đấy dành cho giáo viên học sinh. Vân vân. Hả? Đấy ạ Đấy. thì tôi cũng đã vừa chia sẻ với các thầy cô um, các cái um, um, kho học liệu ở trên học liệu vn đồng thời là cũng hướng dẫn các thầy cô một số các cái um, thao tác cơ bản một người giáo viên cần đúng không ạ còn cái thời gian thì các thầy cô cũng sẽ tự để có thể explore đúng không ạ? Còn cái phần hướng dẫn thì các thầy cô vào để các thầy cô có thể đọc thêm các cái hướng dẫn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần bài của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang nói um, tiếp về các cái tính năng này, đúng không ạ? Xong, chúng ta đã xong cái phần mà um, hiện giờ là sử dụng hết các khối lớp rồi đấy cô ạ. Ở trên này thì uh, các thầy cô, tôi đây nhé, tôi sẽ thử vào lại cái phần này. Đây ạ. Đây ạ. Thế thì đây ạ, đã có các khối lớp ở trên này rồi đấy. Đây ạ. Lớp 1 có rồi này. Lớp 2 này lớp 3 này. Lớp 3 là có cả cũ cả mới này. Lớp 4 mới này. Lớp 5 này. Lớp 6 này. Lớp 6 ạ. Đây ạ. Lớp 7 này. Mới hết cái lô sắc xét hết các thầy cô nhá. Lớp 8 này. Lớp 9 thì coming soon. Đúng không ạ? Lớp 9 thì hiện giờ là các cái phần của sách giáo khoa thí điểm. Bởi vì chúng ta đang dạy nốt cái chương trình tiếng Anh thí điểm lớp 9 đúng không ạ? Thì các thầy cô có thể vào để sử dụng luôn ở trong học liệu chống VN này luôn. Đây lớp 9 đây. Đúng không ạ? Lớp 10 là có Global Success này. Lớp 11 Global Success. Và lớp 12 là thí điểm. Đúng chưa ạ? Thế thì có nghĩa là các khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 thì đến thời điểm này năm sau thì sẽ có toàn bộ là Global Success. Được chưa ạ? Đó. Ok ạ. Đó. Thế thì hiện giờ là đã có hết ở trên học liệu vn rồi thì cũng rất là mong các thầy cô dành thời gian để có thể uh, explore cái này được chưa ạ? Đây ạ. Thì tôi cũng chia sẻ thêm các thầy cô các cái thông tin về kế hoạch bồi dưỡng tập huấn chuyên môn. Thì chúng ta đang ở cái cái số 1 là tập huấn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh Global Success đúng không ạ? Là từ tháng 5 đến tháng 7 thì chúng ta đang ở tháng 7 sắp xong rồi, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ có tập huấn chuyên đề theo các cấp và theo các lớp học là sẽ diễn ra vào từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và chúng ta sẽ có các cái webinar hội thảo trực tuyến. Thì các webinar này thì hồi tháng 5 và tháng đầu tháng 5 mẹ là có một series các cái webinar của các chuyên gia của nhà xuất bản Pearson và Macmillan để làm à, để thực hiện đối với các thầy cô và tôi nói thật là các webinar nào cũng đầy. Không có webinar nào là vắng cả. Tất cả các webinar đều đầy số lượng người tham dự rất là đông và chỉ có 1.000 người được tham dự thì tất cả các thầy cô khác là theo dõi ở trên cái phần YouTube thầy cô ạ. Đấy. Thì đây là kế hoạch tập huấn chuyên môn của chúng tôi. Đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái kênh kết nối với các thầy cô. Các thầy cô có thể kết nối với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đội ngũ tác giả thông qua website học liệu.vn và từ bây giờ các thầy cô nhớ là chúng ta sẽ sử dụng học liệu vn các thầy cô bỏ dần cái sách mềm đi ạ sách mềm thì sẽ có thể là đóng đóng trong thời gian tới ạ học liệu.vn bởi vì tất cả những cái gì trên sách mềm đều đã được ở trên học liệu rồi, đúng không ạ? Có kênh YouTube tiếng Anh Global Success, đúng không ạ? Có có cái fanpage tiếng Anh Global Success và có siêu thị sách trực tuyến và có các cái số điện thoại hoặc là, hoặc là đầu cầu phương Nam thì các thầy cô cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà, với đầu cầu phương Nam, đúng không ạ? Cái siêu thị sách trực tuyến này này thì các thầy cô có thể mua sách. Đó, các thầy cô nhé. Đó. Thế thì như vậy là trong buổi sáng nay thì chúng ta cũng đã uh, làm việc với nhau đúng không ạ rất là tích cực đúng không ạ và cái bộ sách này thì nhấn mạnh lại một lần nữa là cũng rất là dễ học dễ hợi, dễ dạy và phù hợp giảng dạy đại trà có lộ trình học tập rất là xuyên suốt đúng không ạ tích hợp liên môn để phát triển toàn diện đảm bảo các kỳ thi và có cam kết đồng hành rất rõ ràng đúng không ạ thế thì trước khi chúng ta kết thúc buổi làm việc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai việc nữa cái việc thứ nhất ạ thì um, tôi xin nhờ các thầy cô thứ nhất là chúng ta có những cái, cái việc là um, chia sẻ những cái gì mà các thầy cô có các cái feedback hoặc là các cái câu hỏi um, đối với bản thân báo cáo viên là hoặc là đây là tôi đứng là vai trò báo cáo viên là chủ biên của bộ sách luôn thế thì các thầy cô có cái um, muốn cái câu họ muốn cái đặt ra các cái câu hỏi hay là Muốn uh, có những cái chia sẻ, nhận xét gì thì tôi rất là mong các thầy cô có thể chia sẻ ở đây. Đây ạ, à, ở trong cái uh, phần này. Tôi có một cái đường link Padlet ạ. À. Đây ạ, à, tôi mời các thầy cô có thể quét mã QR. Quét mã QR này ạ, à, để uh, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chia sẻ những cái gì mà các thầy cô uh, mong muốn tôi giải đáp. Đúng không ạ? Đây ạ. Các thầy cô có thể quét mã ở trên màn hình. Tôi sẽ gửi cái đường link phát com này để các thầy cô vào luôn. Ok. Đây ạ. Chúng ta sẽ có 5 phút ạ để các thầy cô chia sẻ ở trên phát ạ các thầy cô các thầy cô có câu hỏi gì thì các thầy cô có thể đánh ở trên đó luôn đúng không ạ hoặc là các cái feedback như thế nào và sau cái phần này thì các thầy cô xin nán lại rồi chúng ta sẽ có cái khảo sát um, của đầu cầu nhà xuất bản giáo dục việt nam đúng không ạ gửi tới các thầy cô để thể hiện là các thầy cô đã tham gia cái buổi training ngày hôm nay các thầy cô nhé cái phần này là một này sau đấy chúng ta sẽ có một cái phần khảo sát của nhà xuất bản giáo dục chính thức để uh, xác nhận là các thầy cô đã tham dự cái buổi ngày hôm nay ạ cảm ơn các thầy cô rất nhiều các thầy cô tiếp tục qua tâm nha tôi um, vừa có một cái câu hỏi của một cô giáo tôi cũng tranh thủ nhá các thầy cô cứ tiếp tục viết các câu hỏi các cái feedback vào trên cái phát lịch của mình ạ thế thì với cái um, câu hỏi của cô giáo là cái phần uh, tại sao ở trên app điện thoại thì chưa có sách chỉ có audio thôi thì hiện giờ cái câu trả lời là app thì chưa làm được một cách uh, chưa làm được chưa được hoàn thiện sắp tới thì nhà xuất bản mới hoàn thiện thêm nên mà giáo viên và học sinh thì nên dùng trên web trước Đúng vậy? khi mà chúng ta download xuống uh, uh, điện thoại thì uh, hiện giờ là chưa được uh, hoàn thiện ạ bởi vì thực ra nói thật với các thầy cô là chúng ta làm cái này mất thời gian lắm nhá yeah. vâng ạ các thầy cô cứ đánh vào trên các cái câu trả lời thì tôi sẽ trả lời luôn với các thầy cô ạ um, có một câu hỏi ở trên pat lịt là um, cô cho hỏi là cuốn sách giáo viên Tình anh tám có tải về được không thì um, thực ra ấy ạ um, hiện giờ là chưa ạ đúng ạ, hiện giờ là nhà xuất bản giáo dục bắt đầu từ năm nay thì cái việc mà chúng ta download cái sách giáo viên từ trên cái học liệu xuống thì là chưa chưa được phép ạ. Họ chúng ta có thể download cả cái phần mềm đó xuống uh, xuống máy tính và sau đấy là chúng ta xem ở trên cái phần trong phần mềm thôi chứ chúng ta không có cái bản PDF đao về. Bản thân thì các thầy cô thì sẽ được tặng bên nhà xuất bản đúng không ạ? Tặng một bộ là sách học sinh, sách giáo viên và sách bài tập. Đấy thì khi mà các cô chọn dạy, thường là khi mà nếu đi mà trực tập, uh, tập huấn trực tiếp thì các thầy cô sẽ nhận luôn từ cái lúc mà hôm tập huấn. Còn bây giờ chúng ta đang uh, uh, tập huấn online thì chúng ta chưa nhận được ạ. Vâng. Để kiểm tra. Để kiểm tra vâng ạ, để kiểm tra thì Đây để tôi xem nhé. Các em cô tiếp tục ghi câu hỏi nhé. Đây ạ, tôi vừa download cái phần đề kiểm tra, đúng không ạ? Tôi sẽ xem luôn cho các thầy cô xem là đề kiểm tra thì như thế nào. Cái phiên bản trước ấy ạ, thì download bản út. Ok, đây ạ, tôi sẽ xem luôn nhé. Tôi sẽ trả lời luôn các cái câu hỏi của các thầy cô ạ. đúng ạ nó chỉ được download bản pdf thầy cô ạ download xuống là bản pdf bây giờ tôi sẽ dừng cái màn hình phát lịch lại các thầy cô nhé. mà bây giờ bên nhà xuất bản thì sẽ share cái questionnaire cái khảo sát chính thức ạ đúng không ạ xin mời bên đầu cầu nhà xuất bản ạ tôi sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi mà các thầy cô đã chia sẻ ở trong phát lịch đấy ạ à, trên đây còn có mã khảo sát tập huấn thì các thầy cô nhớ chúng ta làm nhé thầy cô nhé đây tôi sẽ vào xem luôn cái phần đề trên học liệu Có một cái câu hỏi của thầy giáo là Học liệu có liên kết với Smart Start được không? Thì học liệu này chỉ dùng cho sách giáo khoa Global Success thôi các thầy cô ạ. Cho nên là chúng ta sẽ không có liên kết được với Smart Start vì là Smart Start là cái của nhà xuất bản giáo dục khác. Vâng. Các thầy cô nhớ làm cái khảo sát ở trên này nhé. Vâng ạ. Cảm ơn các thầy cô đã gửi những cái lời động viên cho tôi ạ. Vâng đó ạ về cơ bản thì tôi không thấy có thêm các câu hỏi gì tiếp ạ Vâng. mua sách giáo viên được không ạ thế là như nào ạ các thầy cô sẽ được tặng một cái bộ sách rồi là gồm có sách học sinh sách bài tập và sách giáo viên thế thì không biết là mua sách giáo viên thì không hiểu là thầy cô muốn hỏi là mua sách giáo viên là 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 là, là bản như nào bởi vì là cái phần mà cái các thầy cô sẽ được tặng cả cái bộ sách ấy vào nếu mà thầy cô chọn dạy cái bộ sách này thì chúng ta sẽ được tặng đó. Các thầy cô còn cái câu hỏi gì nữa không ạ? Um, vâng ạ, tôi sẽ phải chia sẻ cái những cái comment của các thầy cô về phần học liệu cho đội ngũ chuyên gia bên nhà xuất bản giáo dục ạ. Bởi vì là những cái lời chia sẻ cái comment của thầy cô sẽ giúp cho bên đội ngũ có thêm các cái động lực để có thể tiếp tục coi như là làm muộn để chúng ta có thể có những cái nguồn học liệu um, tốt hơn để sử dụng đúng không ạ và cảm ơn các thầy cô rất là nhiều thế thì um, trong cái phần buổi sáng ngày hôm nay tuy là rất là ngắn đúng không ạ thì chúng ta cũng đã đi được những cái nội dung mà tôi thực sự là đầy ra từ đầu đó thì hôm qua thì tôi cũng đã có một cái buổi làm việc với các thầy cô ở cấp 3 với bộ sách um, cấp 3. Còn hôm nay thì rất là vui thì được gặp lại được gặp các thầy cô giáo dạy uh, trực tiếp tại các trường cấp 2 uh, của tỉnh Bến Tre. Thế thì uh, một lần nữa uh, xin gửi uh, lời cảm ơn chân thành nhất tới uh, lãnh đạo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bến tre cũng như là các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng anh tại các trường trung học phổ thông à, các à, vị phụ huynh cũng như là các con học sinh đã tin tưởng đồng hành và lựa chọn bộ sách giáo khoa global success của chúng tôi à, đây là một cái niềm mà động viên rất là lớn bởi vì thực sự là khi mà chúng tôi làm sách như thế này ạ, à, thì nó cũng rất là vất vả và trong một năm thì các thầy cô tưởng tượng là không phải làm nhanh đâu mà mất phải một năm thì chúng tôi mới hoàn thiện được một cái bộ sách giấy và cái bộ sách mà các thầy cô nhìn thấy ở trên trang học liệu ấy thì um, đội ngũ uh, kỹ thuật viên các thầy cô ở các 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 bạn ở bên đó thì không biết là bao nhiêu ngày đúng không ạ thức hôm thức đêm thức hôm để có thể cho chúng ta những cái nguồn học liệu rất là quý và cũng chỉ mong là cái học liệu vn này được các thầy cô um, tạo tài khoản rất là nhiều bởi vì khi mà các thầy cô giữ uh, sử dụng cái cái bộ học liệu đấy thì các thầy cô thầy cô lại có thêm các cái feedback cho chúng tôi đúng không? để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nên cái sản phẩm của mình để phục vụ tốt nhất cho cái công việc giảng dạy của các thầy cô cũng như là việc học của các con học sinh vâng ạ thì tháng 7, đây cũng đang là dự gần giữa tháng 7 rồi thì chắc là các thầy cô ở các trường cũng đã gần kết thúc cái kỳ nghỉ hè rồi ạ thì tôi cũng xin chúc các thầy cô enjoy nốt cái kỳ nghỉ hè của mình và các thầy cô sẽ chuẩn bị một cái tâm thế thật là tốt uh, sức khỏe thật là dồi dào rất là nhiều niềm vui để chúng ta đón một cái năm học mới thật nhiều thành công đúng không ạ xin uh, trân trọng cảm ơn các thầy cô và rất là mong uh, một lúc nào đó sẽ được nhận uh, sẽ được có dịp để gặp các thầy cô trực tiếp tại miền Tre vâng ạ xin chân thành cảm ơn các thầy cô và hẹn gặp lại ạ à, có một số các thầy cô chưa kịp làm khảo sát thì à, các thầy cô có thể vào nhóm zalo của công ty phương nam để quét mã ạ. vâng thì các anh cũng đã nhắn lại như vậy ạ vâng đó. vâng ạ xin uh, chân thành cảm ơn các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô ạ